Trân trọng kính mời Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Tổng thống và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng, sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước. Đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam lạc hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phút mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Những gì này đất mãi mãi muôn muôn về sau là màu mỡ cho đất đai, là kết tủ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm lên mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Hello, kính chào tất cả các chư vị vào diễn đàn.
Kính chào Tái Ngộ. Quý vị hôm nay có khỏe không? Chiến sĩ vẫn còn giữ tay súng bên chiến tuyến vừa lại cù rồi ra, biết không? Đúng không? Mời quý vị nghe bài nhạc. Chào Hoàng Yên, chào bạn sớm. Bạn sớm mấy người đây đi le, giật le dưới ánh nắng mặt trời dữ nha. Chào Châu Hồng, Quỳnh Phương. Chào Trần Thanh Thế. Hello Kim Chi, chào Công Đức Võ. Chào. Đi ăn không phơi nắng rồi quá trời luôn rồi. Chào Quốc Trần. Hello Liên Thu. Hello Hồng Anh. Cảm ơn đồ Kim Chi. Hello Victor Mo. Hello Nguyễn Kim. Người buồn nghe nhạc gì người ta đang hay mà cũng nói nhạc buồn, như đó cũng đủ biết rồi. Người buồn cái gì cũng buồn theo.
người ta đang vui giàu sống trong địa ngục người ta cũng vui hứng hở trời đất hôm nay Âu Châu trời nắng xe đẹp làm cho muôn loài hoa tiếp tục đua nhau nữa lá hoa chen lá lá tranh đua với hoa cũng xe giật sắc đau chưa đánh đòn là mây bày đặt làm đúng làm liệu. Ok, kính chào quý vị, mới vào như này, chúc quý vị mùa hè vui tươi, mát mẻ, nắng ấm. Nắng Âu Châu thì lâu lâu mà nó có, mà nắng thì nó không phải là nắng bình thường. Nắng mà nó gỡ hết ánh nắng xuống 100% luôn. Cho nên nó là, nó ta nắng là nó ta nóng. Cho nên người Việt Nam mình đi phơi nắng là phơi một nửa ra ngoài trời ánh nắng, còn một nửa để trong mát. Như vậy thì nó mới điều hòa được, chứ không có một người nào có khả năng mà phơi hết để ra người ra ánh nắng cả, bởi vì nó nắng khiếp lắm. Ở Việt Nam coi gì nó nắng vậy chứ mà mình có thể đi ra đường được, có thể đi ra có thể mình đi bộ được một khoảng không cần phải che đậy gì. Nhưng mà nắng Âu Châu là không phải giỡn chơi, nắng là cách nào nó giống như có một người nào mà cầm cái cục than lửa lửa than hồng mà đem rờ để gần gần cái đầu của mình hay gần gần cái gò má của mình, nó nóng như vậy đó. Trời mưa, ok, trời mưa, mưa ngoài đời như tịnh hẳn, sợ mưa trong lòng người mệt. Ok, xin chào, chúc quý vị một ngày thật là vui, an lành, bình an bên người thân yêu của mình. Và quý vị cũng vẫn phải giữ vững tay súng để chiến đấu với trận Corona. Nó sẽ ác đảo chúng ta một đợt thứ hai. Đó là những cái mà mình có thể là báo cáo ngay tức khắc lên cho quý vị biết. Thứ kế tiếp nữa là chiến sự bên Mỹ. Là phải nói là một cái đất nước phải nói là đáng để cho chúng ta lưu ý và nhắc nhở đến. Cuộc sống chúng ta ngày hôm nay giàu sống ở phương trời nào không biết, mà tình hình ở bên Mỹ nó xảy ra bất cứ điều gì đều có ảnh hưởng đến chúng ta, cái suy tư của chúng ta, cái an lành, cái mà hy vọng và thất vọng của chúng ta đều gối trọn ở trong cái tình hình chiến sự chính trị, trong cái chiến sự xin lỗi ở nước Mỹ cả. Cho nên phải nói là chỉ có nước Mỹ mới chịu đựng được cái chuyện đó thôi. Phải nói là không có một cái nước nào trên thế giới, nếu mà giả dụ nước Nga hay nước Tàu tình hình giống như bên Mỹ là nó đã chia 7 chia 3 rồi. Mình nghĩ là nước Tàu sẽ là cái nước mà sẽ cắt làm 7 là 3 để mà giao lại cho những cái đơn vị cũ mấy ngàn năm, 10 năm về trước. Nhưng mà bây giờ bên Mỹ là lại nó đòi cái tình hình đó trước. Nó nói là cái... nó nói rằng là bên thế giới bây giờ dân chủ là muốn có cái tiểu bang riêng của dân chủ, không có liên quan gì đến không có liên quan gì đến tới cho chính phủ liên bang được cả. Và nói là ở đằng sau lưng của cuộc chính trị bên Mỹ ngày hôm nay là nó luôn luôn là có sự ảnh hưởng của tất cả các nhà gọi là tài phiệt của thế giới, nhất là những cái nhà tài phiệt mà thâm độc nhất và có khuynh hướng mà nhuộm đỏ cả thế giới đó, đó là khuynh hướng của nước Tàu. Tại vì nó nghĩ là nước nó là nước lớn quá và cái khuynh hướng của nó là muốn nhuộm đỏ hết tất cả cả thế giới mà, và nó muốn biến thế giới làm nô lệ. May là hơn chúng ta còn có nước Mỹ để mà làm cái bức tường tự do để ngăn cản cái đợt sóng đỏ cộng sản nó lan tràn, chứ còn nếu không thì bị nó nhuộm từ lâu. Nghĩ là nước Mỹ một nước cường quốc mạnh kinh khiếp, nói một cái là ra một đống tiền, nói một cái là ra lửa có thể đốt cháy cả nửa bầu trời, vậy mà người cộng sản Tàu nó dám vươn tay tới đặt chân đến gần như vua tới tổ bạch ốc như không. Cho nên nó là tình huống này là rất là nhạy cảm để cho chúng ta suy nghĩ. Nhưng cái mà quan trọng nhất mà hôm nay tôi cũng muốn thưa cho quý vị hai điều. Điều thứ nhất là tình hình thế sự tại Biển Đông, phải nói là nó gây ảnh hưởng kinh lắm. Nó làm cho chúng ta phải nói là hồi hộp, không biết lúc nào là chiến tranh cuộc đổ máu có thể xảy ra tại Biển Đông.
Quý vị đừng có nghe những cái mấy cái bản đài khác mà người ta lý luận theo một cái chiều để người ta mua mua like rồi người ta mua cái số đông ở trong đó. Cái đó là cái thành phần đó là họ không cần thiết phải đem cái tình huống trung trực lên để mà chia sẻ với chúng ta. Họ có thể họ nói họ làm chúng ta tức giận để ngày mai chúng ta lại rủ nhau để vô trong đó để nghe để đàm luận thêm để biết rõ thêm đó, cái kiểu kiểu đó. Nhưng mà thực tại ở tại Biển Đông nó không phải là một cái Biển Đông giống như chúng ta nghĩ từ ngày xưa tới giờ, nó là bây giờ nó đang chuẩn bị một cái tư thế. Mà cái tình huống này nó xảy ra là không phải là con người nữa, đây là cái sự tới một cái thời điểm nào đó bắt buộc ở Biển Đông nó phải dậy sóng lên theo những cái tin đồn từ hàng trăm hay là hàng ngàn năm về trước đó, rằng là Biển Đông là nơi rừng vàng biển bẹt của nước Việt Nam, và nơi đây là nó là cái hỏa lửa nó sẽ bực phát lên. Ngày xưa mình nói chứ Trung Đông là một cái nơi chứa hỏa địa ngục, nó sẽ phục cháy tại Trung Đông, tại vì bên đó nó có dầu hỏa rồi, bên đó người ta tranh chấp về vấn đề dầu hỏa rồi người ta nghĩ rằng là cuộc chiến tranh sẽ xảy ra nơi đó. Nhưng mà không phải đâu, cuộc chiến tranh sẽ xảy ra tại Biển Đông chúng ta, mà nước Việt Nam là ảnh hưởng vô cùng tàn bạo luôn. Rồi bây giờ thế sự tại tại nước Tàu sao? Bây giờ nước Tàu mình nói rằng là ông trời ông hại thì cái điều đó đúng thôi. Cái điều điều bên nước Tàu ông trời hiện bây giờ ông hại. Tại sao là bây giờ tôi nói nước lụt, tôi nói nó trâu chảy hết nhà này tới nhà đó. Nó kinh, phải nói là có một vài cái clip mà người ta lén tìm đủ cách, ta lén người ta quay rồi ta đưa ra chứ tụi Tàu cộng là nó trắng hết. Ai mà đưa lên những cái clip nào mà quay về khúc sông thượng nguồn của sông Dương Tử và những cái cuối nguồn của sông Dương Tử, tao nói là banh chành hết, tao nói nước nó trâu nó đẩy hết, nó lỡ khúc này nó bầu là khúc kia, tao nói là người ta chết thì lên lên lẹn lẹn. Rồi là bất cứ ai mà quay đó mà đưa lên trên YouTube anh là nó tìm cách nó chọn lại hết, hoặc là nó tìm cách nó cắt nó lâu xuống hết, cho nên chúng ta không có cái thời gian mà để coi xem kịp nữa. Vả lại là lên trên YouTube này đâu có phải là chỉ có là coi về YouTube về nước lụt ở bên bên Tàu đâu, tại vì trên YouTube là còn biết bao nhiêu chuyện để cho mà chúng ta là vui thú điền viên ngắm cảnh trên đó, nào là ca he chánh trị nào, quánh lộn nào, đua xe nào, đá banh rồi đủ thứ chuyện ra cái đúng không. Cho nên nó là dù cho một vài người nào ở bên Tàu người ta tìm cách là ta chụp những cái tấm hình mà nước lụt đó, quay những cái clip nước lụt người ta gửi lên, chúng ta chưa kịp coi là tụi cộng sản Tàu nó níu nó kéo xuống rồi. Cho nên cái tình hình ở trong nước của Tàu bây giờ là phải nói là ông trời đang gọi chúng ta đó, âm dương chứ quên, nó ông trời gọi thì hên quá nè, âm dương đang gọi chúng ta đó. Cho nên nó là đúng là ông trời, mình nói là mình phải dùng câu tiếng của người Tàu mình nói nó mới đã, là xuyến mộng phôi phôi sa di tắc lầu lưới trời lồng lộng mà đi thưa mà đi không lọt à. Đáng đời tiên sĩ cha đó. Người ta còn mắc nợ nước nước Việt Nam chúng ta nhiều câu cảm ơn lắm, nhiều lắm nhiều lắm, lịch sử còn để lại. Phải nói là lịch sử người Tàu phải nói là nó cạch chớn quá, khi mà nó đã dùng hết người Việt Nam rồi, cái là bắt đầu lịch sử của nó viết theo cái chiều hướng của nó thôi, nó không có cái câu văn gì để mà tri ân cảm ơn người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta từ cái lúc thời xa xưa kia là nó đã mang cái ơn rồi. À, cái ơn là để đưa tướng quân của Âu Lạc của chúng ta lên mà tới nước Tàu để mà cầm quân để mà đánh quân nô, cái đó là cái ơn đền nghĩa trả, người Tàu cũng phải lưu ý tới cái chuyện đó. Nhưng mà trong lịch sử của người Tàu nó không để là người Tàu phải đền ơn cho Việt Nam, mà nó tìm đúng một cách nó nuốt chửng nước Việt Nam. Cho nên những ông tướng Lý ông Trọng đồ vân vân, còn nhiều người các vị danh nhân rồi các mỹ nữ ở Việt Nam rồi các vị khoa học ở Việt Nam nó bắt về, nó bắt ra nó xây cắm cung thành đồ ở vân vân. Cho nên những đó là chúng ta đừng có nghĩ rằng là nhiều người bình luận nói nước Tàu nó giỏi quá, nước Tàu nó có giỏi đâu, mà nó lấy người giỏi ở tại nước Việt Nam chúng ta về bên đó, nó lấy hàng năm, mỗi một năm nước Việt Nam mình phải kiếm chục ba người tài giỏi, rồi cộng thêm là mỹ nữ sắc quốc sắc
hương trời nó phải buộc phải triều cống bên Tàu. Cho nên nó là người Tàu nó mới có được ngày nay. Giả dụ nó mà không xuống mà nó cúp bóc những nhân tài, nhân sĩ, các vị anh thư hào kiệt của Việt Nam chúng ta, thì nước Tàu làm gì mà nó có được như vậy? Nó có được bây giờ là nó nhờ quốc dân Việt Nam chúng ta. Cho nên nhiều lúc mà mình là người Việt, cho nên là phải nói mạnh dạng, phải hiểu rõ lịch sử cho mạnh dạng, cho thấu đáo, và phải mạnh dạng nói rằng người Tàu các anh không phải là tài giỏi đâu. Các anh ăn cúp tài giỏi của chúng tôi ở nước Việt Nam mà đem về đó. Cho nên nhiều lúc quý vị kia ta tháng lên thằng giặc thôi, mà trong khi nước Việt Nam chúng ta là một cái đất nước xây lên, tạo nên, dựng nên những anh hùng hào kiệt. Vì thế đó mà quốc dân Việt Nam chúng ta là có những cái con người lẫy lừng, siêu việt, gọi là siêu tần số. Cho nên nước Tàu bây giờ là phải nói là nó nợ nước Việt Nam mình còn nhiều tiếng cảm ơn. Chỉ có cái đảng Cộng sản bây giờ nó lố bịch, nó không dám hả miệng hả môi vì nó không có thuộc lịch sử. Mấy thằng Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đồ, mấy cái tên cho ăn đá gà đấm đó mà làm gì nó biết lịch sử đâu, mà nó để nó nói lên cái tiếng oai hùng, nó dùng cái uy nghi của quốc gia để mà nó đương đầu với Tàu Cộng. Nó đâu có biết, cho nên lúc nào nó cũng giả giả thưa thưa cúi cúi đầu đầu nó như vậy thôi. Rồi nó buộc quốc dân, rồi lúc nào nó cũng đổ thừa, nó nói là tại chiến tranh nhiều quá đi cho nên đất nước không xây dựng kịp theo cái trào lưu tiến hóa của nhân loại. Có tiên sư nó nước Việt Nam đã ngừng tiếng súng 45 năm trôi qua rồi mà nó không xây dựng nổi đất nước như thế đó. Rồi mà có xây dựng nhà cao cửa rộng thì nó không biết đặt cái ống bơm nước như thế nào để cho hết trời mưa là có nước, trời mưa có nước ở Sài Gòn, hay trời mưa là mua ghe đu tôm chạy thấy nó hay hơn là đi xe đạp. Cho nên những cái con người lãnh đạo như cái tập đoàn Cộng sản thì không có thể nào quốc dân Việt Nam cúi đầu để tôn thờ họ được cả. Vì thế tình hình đất nước ở trong nước Việt Nam ngày hôm nay nó biến động, và cái con số corona nó hại người dân bắt đầu chết bây giờ. Nó chết dọc theo là ở mấy cái miền cao nguyên, bây giờ là bắt đầu có những đợt sóng corona. Nó bắt đầu nó hoàn hành, nó giết người ta chết dần dần ở nơi đó. Cho nên ở trong nước ngày hôm nay cũng phải cẩn thận cái tình huống đó. Cho nên lúc nào cũng báo động là, tại vì quốc dân trong nước là quốc dân rất là quan trọng để mà xây dựng đất nước ở tương lai. Đó là cái số nhân lực cần thiết cho quốc dân Việt Nam ở tương lai, mà nó lại là tương lai của dân tộc nữa. Còn hay mất là cũng do số dân ở trong nước. Còn chúng tôi là số người chỉ có 4-5 triệu ở nước ngoài đấy, cũng chẳng có làm được cái gì cả. Cho nên quốc dân Việt Nam chúng ta hãy bảo trọng. Tình huống này là tình huống không thể nào mà chỉ nói và nghe chơi được đâu. Ở trong nước việc bị bởi vì bận lo làm ăn quá, và bận đủ mọi thức truyền thông nó bị ngăn chặn đủ mọi nẻo, cho nên quý vị có thể là sao lãng và không nắm hết tình hình. Chứ thật ra ở trong tình hình đất nước ở trong đó nó kinh hoàng hơn là những gì quý vị nhìn thấy nghe hàng ngày. Cho nên nó phải chuẩn bị là cái loại thuốc mà trừ cơn bệnh đó là bằng cách gì, là cũng là những cái số thuốc mà tổng thống Đặng Quân đã có nói trong phòng SCC rằng là hãy cố gắng là dùng chanh hoặc là xả gừng nghệ đồ đó nấu mấy cái thứ đó uống. Cho nên nó là mấy cái đó là phải nói là những cái loại thuốc không có tốn nhiều tiền, chỉ cần biết cách bào chế rồi để dành uống là cảm thấy để là cái bức tường ngăn chặn đợt tấn công thứ hai của corona rồi. Đừng nghe tập đoàn Cộng sản nói ngày hôm nay ở trong nước, nếu một khi mà bệnh corona sắp sửa chết, nó đem thiêu, nó làm cho chết trước khi mà có cái giấy báo tử rằng bệnh bởi corona. Nếu mà chết trước khi cái con bệnh corona thì nó được viện nó kê, nó không người này bị bệnh gì đó, bệnh lao phổi, bệnh yếu tim, bệnh gì chết thôi, chứ không phải bởi corona. Cho nên là dù có bao nhiêu tháng năm dài chịu đựng corona đã chăng nữa, chẳng có cái con bệnh nào ở Việt Nam chết bởi corona cả. Bởi vì nó biết là bệnh corona không thể chữa được, rồi nó thấy người này chữa không được là nó dứt cho mũi thuốc cho chết luôn.
Ở quê tôi có người bạn chết mà đem về nhà là nhận được cái tờ giấy là nói là chích lộn thuốc chết. Đơn giản cứ nó chích lộn thuốc chết, hoặc là cái thuốc này nó bị quá hạn rồi, y tá vội vàng quá để cấp cứu để chích lộn cho nên thuốc nó vô nó làm chết người. Nhưng mà thật ra người đó bị bệnh corona, bị bệnh corona thế mới là tàn ác vô nhân đạo là cái chỗ đó. Chào Nguyễn Viết, chào Công Đức Võ, chào quý vị mới vào diễn đàn, chào Tuyết, chào Lê Hồng Trắng. Cho nên là người ta chết trước khi tắt thở bởi corona thì nó đề ở trong cái giấy bệnh, cái giấy khai tử rằng là người này chết bởi bởi tiêm thuốc lộn, bởi thuốc quá hạn, bởi bởi anyway. Nhưng mà đừng bao giờ có cái chữ corona trong đó. Cho nên nó từ nguyên cái liệt kê từ A đến Z là không có cái bệnh nào chết bởi corona. Cho nên thế giới ngày hôm nay tôi nói khổ khổ thế giới. Ngày xưa chiến tranh cũng vậy nè, khi mà tập đoàn cộng sản nó nói cái gì thì thế giới cũng nghe hết. Bây giờ tập đoàn cộng sản nó nói thế giới cũng cũng nghe theo. Nó nói là ở nước Việt Nam rất là hay, không có cái con bệnh nào còn zero chết bởi corona, là zero thế giới. Ngon quá, sao nước Việt Nam sẽ cái gì hay hết trơn á, corona mà thế giới chết là ngàn hàng trăm rồi, hàng trăm ngàn rồi, nhưng mà nước Việt Nam không có chết người nào. Bởi vì thế giới tụi nó khổ, thế giới là dân Tây phương mà không biết mà nó tài giỏi cái gì cũng tài giỏi, nhưng con điều thì nó lại không tài giỏi hơn nước nước Việt Nam. Người ta nói láo nó xạo nó cũng nghe nữa, khổ. Cho nên là đôi lúc tôi cũng buồn cho cái nước Na Uy chúng tôi có cái ủy ban phát giải Nobel hòa bình đó. Lê Đức Thọ biết là Lê Đức Thọ lên bà xạo trên bàn hội nghị Paris năm 1973 là bà xạo được cúp chính quyền thôi, chứ không phải là có khả năng ngưng tiếng súng để mà quản hồi hòa bình cho đất nước. Cho nên cái ủy ban phát triển Nobel hòa bình cho quốc tế đây là chi ra một cái vải cao thượng quý đó cho Lê Đức Thọ, cho tiến sĩ Kissinger để chia làm hai. Tại vì tiến sĩ Kissinger, tại vì Lê Đức Thọ tuyên bố rằng nước Việt Nam chỉ là thích hòa bình cho thì muốn quản và hãy hòa bình thôi, chứ không muốn có chiến tranh nữa. Nước Việt Nam chúng con không muốn có chiến tranh nữa, vậy mà thế giới cũng nghe. Cho nên cái khổ nhất là thế giới đôi lúc mà mình nghĩ họ rất là tài giỏi, mà sao mà vấn đề mà nghe rõ cho đúng, mà tại sao họ lại không muốn nghe rõ nó mới ác vậy chứ. Khi mà phát giải Nobel hòa bình mới vừa phát ra, Geneva à, Paris mới vừa ký chưa ra mực, tao nói đầu rơi máu cỏ, tao nói xe tăng đại pháo nó vượt rừng Trường Sơn, nó đi như kiến như quân nguyên, nó đổ xuống miền Nam, nó cúp chính quyền, nó giết. Từ đó trước khi còn chiến tranh mà trước khi giải Nobel hòa bình trao trao ra thì tuy nhiên chiến tranh, nhưng mà cái chết chỗ này chết đâu ba người, chỗ kia đó chết đâu ba người, không có đáng là bao. Nhưng mà khi mà giải Nobel hòa bình mới vừa gửi ra mới vừa phát ra tuyên bố phát ra và định ước Ba Lê mới vừa ký chưa ráp mực, tôi nói đầu rơi máu của trời, nó chết ngập rừng Trường Sơn luôn. Tại sao tôi phải dùng cái chữ ngập rừng? Tại vì tôi sau đó đi về rừng Trường Sơn, tôi tới ngay chỗ nghĩa địa nghĩa trang Trường Sơn, tôi đứng tôi mới đếm vậy. Tôi đứng đếm cái máy quay phim của tôi rất là lớn, mà tôi lấy zoom tới zoom lui gì mà cũng không có hết đâu, bởi vì đằng xa xa kia má mồ tôi nó ngập tràn ở trên đó. Đó là những cái số mà tôi đã thưa rằng là họ chỉ lấy lên tới đó chỉ có là bằng 30% cái số mà tử chết thôi, chứ còn những cái số mà họ tổng cái quân số mà họ mang vào miền Nam tôi nói chết banh ra cỏ ra than ra hoa trơn nè. B đại đại pháo với là B-52 bom mà nó thả, mà chết xuống nó thả lên rồi dập dập chôn lại nó thả cái dầu lên dầu xuống thét cái chỗ đó, cỏ nó ra thành cỏ thành hoa, không có lấy cột lấy xét gì được. Cho nên nó là khi mà người cộng sản nó nói chúng tôi thích quán hội hòa bình, chúng tôi không thích chiến tranh, chúng tôi chỉ thích quê hương chúng tôi là rất là thái bình thế này chứ nào. Vậy mà thế giới nghe được hết tất cả, đất nước chúng tôi biết cái cách thức mà ngăn cản được corona, cho nên dân Việt Nam rất là khôn lanh rồi, không bao giờ có người nào ca nào chết bởi corona cả.
nghe mà thế giới cũng quái tai nghe cho bằng được. Rồi nó nói gì, nó là thế giới hãy hãy viện trợ cho nó, ban phần thưởng cho nó là vài chục ngàn, vài chục triệu đô la, rồi để mà cung ứng phát xuống cho người dân, để cho người dân sống một qua ngày trong cái chỗ, trong cái thời gian cách ly, để hỗ trợ dùng cho chính phủ Việt Nam, để chính phủ Việt Nam giúp đỡ cho người dân như thế này thế nọ. Nó nói ngon vậy mà thế giới cũng nghe, là thế giới ban cho nó một số tiền, rồi là mong rằng là sẽ, tiền đó nó sẽ đưa xuống người dân. Mà biết tới giờ mình hỏi người dân có người nào nhận được đô 300 đô la gì không biết nữa, không biết trong Sài Gòn có quý vị nào nhận được đô 300 đô la không quý vị? Rằng là số tiền đó là số tiền của nước ngoài người ta gửi về, của Mỹ nó viện trợ về để cho chính phủ dùng số tiền đó mà đưa xuống cho người dân, để cho người dân có sinh sống trong cái thời gian cách ly, trong cái thời gian corona đầu tiên. Quý vị có nhận được không? Mà tôi nghe gần như là chưa có ai nhận được một đồng xu nào. Mà vậy mà nó còn xuống, nó còn yêu cầu là những gia đình nào, các khán giả hãy góp tiền, góp cho chính phủ, để chính phủ dùng số tiền đó để cung ứng cho những gia đình nghèo và đang cách ly trong cái đợt dịch corona. Chưa có nhận tiền bảo trợ của nhà nước, mà nhà nước xuống rồi bắt đầu nó dợt lại. Chào Tony, chào tất cả tàu, chào tôi Sài Gòn, chào quý vị mới vào diễn đàn. Cho nên cái gì mà người cộng sản nói thì thế giới sao cũng nghe quấy tai nghe lồng lót hết trơn. Vậy đó mới ác vậy. Cái nghiệp ở trên thế giới này còn mang đỏ bởi nước Việt Nam hay sao? Xin lỗi. Người Việt Nam chúng tôi biết được lãnh đạo của cộng sản Việt Nam nói ba xạo, mà người thế giới thì người ta nghe, người ta tiếp thu quá say sưa, say mê luôn. Người ta cho là tiếng nói của các vị lãnh đạo của cộng sản Việt Nam cái gì cũng thật, cái gì cũng đúng, cái gì cũng quay phong hết. Quá lại ở thế giới thấy người cộng sản, người Mỹ rút quân khỏi nước Việt Nam, thấy người Pháp rút quân khỏi nước Việt Nam, thấy người Tàu từng chiếm nước Việt Nam mà cũng phải nhả ra, nổ mấy cái đề tài ra thôi, làm cho thế giới cũng phải run sợ nước Việt Nam. Người ta lúc nào cũng nói là nước Việt Nam biết đánh giặc như đó thôi, chứ người ta không biết đằng sau lưng. Quý vị, khi mà có những cái tài liệu trong chính phủ Đại Tâm Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi đọc được là người trong cái lúc mà thời điểm gần cuối cùng năm 1974-75, cộng sản Tàu nó viện trợ cho 300.000 quân đóng bên kia đường mòn Trường Sơn, đường Tây Trường Sơn, Tàu cộng nó là 300.000 quân chuẩn bị tấn công vào miền Nam Việt Nam, kinh khiếp. Cho nên người Mỹ nó dò, nó biết được, nó nói là không thể nào mà quân đội Mỹ để cái chết dần chết mòn như thế này đâu. Bây giờ tìm đủ một cách phải rút ra và dùng chiến lược trăm năm của Mỹ để mà trở lại Biển Đông, chứ không có thể nào mà tiêu diệt cái những cái quân đoàn của Việt Cộng là cũng đã mệt rồi, huống chi mà Tàu Cộng nó chuẩn bị là cả 300.000 quân nó nằm ở bên kia đường Trường Sơn Tây đó. Nó nằm bên kia thì mình không có thể, không có quyền hạn gì mà đem bom dậu bên đó hay là đưa quân đội qua bên đó trận đánh, mà nó là quân Tàu. Cho nên là Mỹ phải rút ra, đành rút ra. Cho nên đó, ý tôi muốn nói là những cái mà nó khúc mắc ở đằng sau lưng của cuộc chiến, thế giới thì không biết. Thế giới cứ nghĩ rằng là Mỹ thua ở miền Nam rồi cứ rút về thôi. Chứ mà người mà thế giới không bao giờ biết được là cái ước tính của người Mỹ, cái nào có lợi cho quốc gia, dân tộc, quốc gia của người Mỹ, cái interest của người Mỹ đầu tiên nhất, rút ra.
rút ra đâu phải, đâu phải là thua đó. Bây giờ người Mỹ nó đang trở lại. Cho nên là khi mà thế giới nó nhạy cảm nhiều cái chuyện mà mình thấy không bút bực nào mình diễn tả được. Cũng như cái tên chủ tịch y tế của quốc tế Petros Doutros gì đó. Tôi nói thật sự là hay nghe người Tàu nói rút ve, mà người Tàu nói chung là dân Á Châu người ta rút ve rất là hay, cho nên dân Tây Phương bị thua liến xiến là cái chỗ đó. Dân Tây Phương không có khả năng mà đối lý gì bất cứ gọi là khẩu chiến với lại dân Á Châu được, tại dân Á Châu có cái cách thức nói chuyện. Thấy Lê Đức Thọ quýnh tiến sĩ Kissinger liến xiến ở trên bàn hậu nghị ở Ba Lê. Tiến sĩ Kissinger làm người ăn học cao siêu, tốt nghiệp trường này trường nọ, bởi chính ỷ quèn quýnh tơ bờ. Bởi vì chính ỷ quèn nó nói một cách bình thường thôi, nhưng mà cái sinh ngữ của Á Châu nó khác hơn sinh ngữ của Á Châu, của cường quốc của Tây Phương. Người Á Châu là nói là dân tộc Việt Nam chúng tôi là không thích chiến tranh, chỉ thích hòa bình. Thế giới nghe khoái chút chà, nghe khoái trợn lên, cái thợ nói những cái câu chân lý không đó nha. Bây giờ tiến sĩ Kissinger phải chuẩn bị là say yes đi chứ không được, không đem bom ra thả Hà Nội được nữa. Nhưng mà cái đó là cái câu Mỹ dân của tên Lê Đức Thọ. Nhưng mà thế giới cũng nghe cũng khoái lắm mấy cái chuyện tình hình đó. Cho nên là tiến sĩ Kissinger là nói ủa tại sao lại chính ỷ Lê Đức Thọ này nói những cái câu đó như thế, là vậy thì chắc chắn là tiến sĩ kia Lê Đức Thọ là chấp nhận dân tộc Việt Nam chấp nhận có sự hòa bình rồi, như vậy là tiến hành tới cái mà ký định ước Ba Lê đi cho nó xong. Nhưng mà tiến sĩ kia nào hiểu nổi được cái âm mưu của Lê Đức Thọ. Ta nói là quan hồi hòa bình để đuổi quân Mỹ về, chứ không phải là không ngưng đi cái sự giết chết chóc lính Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Thấy không? Cái mưu lược là để buộc lính Mỹ rời khỏi nước Việt Nam thôi, còn chuyện phần còn lại là cái chuyện đó là cái chuyện của Lê Đức Thọ. Không có cái định ước Ba Lê nào có khúc nào mà guarantee được buộc trói tay Lê Đức Thọ là đừng bao giờ hạ lệnh đưa quân vào miền Nam tấn công cúp chính quyền cả. Không có chỗ nào có, mà dù có đi chăng nó cũng xé nó chùi bàn đó. Hello Tâm Hội. Cho nên khi mà đảng cộng sản nó nói gì là thế giới nó nghe còn lót à. Mình phải nói không biết tới cái giờ phút nào đó. Ok, cái đó là cụ thể sự đi, để coi thử tuổi trẻ sau này, hoặc là các quý vị nào ở trong diễn đàn của tôi đó, mai sau gọi là quý vị là tài giỏi hơn, quý vị gọi là siêu tần số hơn, quý vị sẽ làm cho thế giới là phải lưu ý, hiểu sâu từng ý nét một của Tập đoàn Cộng sản nó nói từ trước đến nay. Quý vị tài giỏi, thời gian còn rộng mở để đón chào những thanh niên trẻ Việt Nam, quý vị sau này ăn học cao hiểu rộng rồi siêu tần số là sẽ hướng dẫn thế giới sau này, ha. Phần là thiếu gì câu chuyện mà để dành riêng cho quý vị, được gọi là hân hạnh dành riêng cho quý vị để quý vị giải quyết những bài toán của quốc gia, của thế sự tương lai. Ok, chúng ta trở lại cái vấn đề là quý vị thấy ở trên cái thuyết biết của tôi có đầy cái câu phải can đảm mới mềm lòng yếu đuối, phải khôn ngoan mới duy trí giải khờ. Có nhiều lúc tôi lấy tôi ra, tôi thí dụ, tôi nói ủa tổng thống Đào Minh Quân tại sao ổng có thể chịu đựng được những cái mà curse, tức là phỉ báng đủ thứ, đồng nghiệp của ông, bạn bè của ông, rồi là các bậc học giả, các bậc hiểu biết cũng là tìm cách là phỉ báng, rồi là sau này có nhiều người cũng phỉ báng, có nghĩa là nói dùng bao nhiêu cái từ ngữ mà phải nói là
nó không còn là tình của người nữa để nó phỉ báng Ngài. Mình thắc mắc tại sao lại Ngài có thể chịu đựng được. Phải không? Mình thắc mắc cái câu đó dữ lắm. Nhưng có một hôm tôi bỗng nhiên tôi đọc trong cái cuốn sách kia. Cuốn sách kia có câu này à, tôi phải kể câu này trước khi tôi đi cái vào cái đề tài này à. Cuốn sách kia có cái câu mà có cái thằng nhỏ đi tu, nó cầm lên cái cuốn sách, nó đọc trong đó có một khúc này. Nó nói là có một ông đó tu tâm tư gọi là xuất chúng, tài giỏi đến độ mà ông sư đó, ông đi lên rừng, ông hái củi, ông quẩy hai bó củi về tới chùa, mà đi nửa đường thì ông dấp cái lỗ chân trâu, ông gãy chân, nhưng mà ông cũng vẫn mang hai bó củi về cho tới chùa cho bằng được. Ông cò kè cò quẹn, ông tìm đủ một cách, ông mang hai bó củi về cho tới nhà cho bằng được. Tại sao ông sư đó lại, ông đã bị gãy chân mà ông còn mang được hai bó củi về tới chùa được vậy? Thì cái ông chú tiểu kia vẫn tiếp tục đọc nữa, đọc là mới khám phá ra rằng là cái ông sư đó, ông đức độ thâm sâu và có khả năng là có khả năng mà gọi là mình xuất hồn đi, mình đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà thiếu sót của mình tức thời, chẳng hạn như gãy chân, mình đừng bao giờ nghĩ tới cái chỗ gãy chân nữa, tại vì cái tâm tư của một nhà tu hành người ta gọi là xuất chúng, người ta là người ta xuất hồn được. Có nghĩa là người ta không còn quan tâm tới cái chỗ đau đó nữa. Tức là cái anh chú tiểu kia đọc tới cái chỗ đó, cái ngẫm nghĩ, gặp sách lại, ngồi suy nghĩ, à cái ông thầy này ông tài giỏi quá, ông tài giỏi quá mà ông gãy chân mà ông không biết đau, vì ông này ông ở đâu, làm sao mà mình có thể mình học được ông thầy này ta. Thầy chú tiểu cảm thấy có một cái suy tư như vậy đó, phải không? Cho nên chú tiểu nhìn qua bên phải thấy ông thầy của mình đang ngủ trưa, để cuốn sách xuống nhào vô bẻ cái chân ông thầy. Ông thầy ông giật mình dậy, nói ô con làm gì, con được bẻ chân thầy, con bẻ chân thầy, con bẻ mạnh thì nó gãy đó. Thằng kia rén một cái bẻ một cái cốp cái gãy cái chân. Ông thầy nói gì? Ông thầy nói đó, thầy đã nói rồi mà, con đừng có bẻ, con bẻ thì nó gãy. Có chuyện tới đó thôi quý vị. Nhưng mà câu chuyện đó nó kinh hoàng, quá kinh hoàng luôn. Ông chỉ nói một câu à, thầy đã nói rồi, con đừng có cố gắng bẻ, con bẻ thì nó gãy. Thằng kia nó rét bẻ, nó gãy cái rốt. Vấn đề đó là như thế nào? Cái người mà viết cái cuốn sách mà thằng Tiểu đọc, cái thằng Tiểu Đồng mà nó sư Tiểu đó đọc là ông thầy của nó biết. Mà ông thầy của nó kể cái câu chuyện mà ông thầy của nó đã có một lần đi gãy chân, đi hái củi gãy chân mà mang được củi về tới chùa. Tức là ông thầy của nó là một người tài giỏi, cho nên ông mới nói rằng đừng có bè, đừng có rén là gãy chân á. Đó thầy đã nói mà, bẻ ráng thì nó sẽ gãy mà. Có chuyện chỉ tới đó thôi. Cho nên tôi mới nói rằng là phải can đảm mới mềm lòng yếu đuối, phải khôn ngoan mới dư trí giải khổ. Bây giờ tôi xin thưa quý vị, Ngài Tổng thống Đạo Minh Quân phải nói là một người phải nói là đáng ngại. Nếu mà tôi không nghiên cứu ra thì quý vị nhìn thấy Ngài nói hãy vóc dân, hãy xem tôi là đôi dép mang. Chứ tôi
là người để phục vụ quý vị, chứ không phải tôi lên làm tổng thống để cho quý vị phục vụ tôi. Mình nghe bằng tiếng Việt nó sao lãng, bởi vì mình sao? Bởi vì mình hơi ngạo mạn quá. Tại vì mình nghe, mình đọc tiếng Việt, mình nghe tiếng Việt, mình là người Việt, rồi mình thấy ngạo mạn, mình xem nó không có gì. Nhưng mà cái tình huống mà bữa nay tôi nhận thức được là tôi đọc trong cái tờ bằng tiếng Mỹ, mà tiếng Mỹ đối với tôi nó rất là giới hạn, thì đọc chữ nào nó cũng là một cái tảng đá rơi thình thịch trong lòng tôi. Qua giữa quà đó tôi nhận thức, quá wow, đây là cái con người đã đầy đủ, phải khôn ngoan mới dư trí giải khờ, phải can đảm mới mềm lòng yêu đuối. Trên đời này có một người nào can đảm bằng tổng thống Đào Minh Quân? Hỏi thử các học giả học sĩ kia, những con người mũ cao áo rộng, chỉ cần là nói lỡ lời đụng đến những con người đó thôi là họ cái khẩu chiến bút chiến với chúng ta suốt cả mùa thu luôn, đúng không? Bởi vì chúng ta quá ngạo mạn, bởi vì là khi mà Ngài nói bằng tiếng Việt, Ngài viết bằng tiếng Việt, mình đọc cái mình sao lãng đi. Cái nghĩ rằng là mình tiếp thu hết tất cả những gì Ngài nói, đọc hiểu biết hết tất cả những gì Ngài trải trên trang giấy, bởi vì cá tính ngạo mạn. Ngạo mạn. Bữa nay đọc bằng cái tiếng Anh, mà khi đọc bằng tiếng Anh thì mỗi chữ nào mình phải hiểu hết cái chữ đó rồi hãy đọc tiếp cái chữ khác. Cho nên mình cảm thấy wow, đây mới thật là phải can đảm mới mềm lòng yếu đuối là cái chỗ này nè, phải khôn ngoan mới dư trí dạy khờ là người này nè. Cho nên chúng ta nhìn thấy là wow, tại sao mà tất cả các bậc học sĩ kia là ai mà đụng tới những đụng tới cái danh của họ là chết với họ đó. Là lúc đó họ khẩu chiến cho bằng tăng, tận cùng bằng số luôn. Nhưng mà đối với Ngài Tổng thống Đàm Vương nói, don't worry about it. Nếu ai mà muốn chửi vì chịu nổ, kêu người đó tới chửi tôi, không có sao hết. Bữa nay tôi xin thưa quý vị, tôi rất là vui và tôi rất là thấm. Bởi vì từ cái lúc mà tôi vào chính phủ, tôi chỉ đọc bằng tiếng Việt thôi. Tại vì mình nghĩ mình ở nước Na Uy, tiếng Mỹ thì để cho quý vị ở bên Mỹ người ta đọc. Nhưng mà bữa nay chính tôi là người đọc cái tài liệu ở trong chính phủ mà bằng tiếng Mỹ chứ không phải bằng tiếng Việt. Khi mình đọc đó rồi mình mới thấy wow, Francis thì cũng ngạo mạn hết trời, cũng quá ngạo mạn, cứ xem thường là tiếng Việt. Tiếng Việt mình đọc mình hiểu, mình thật ra mình hiểu một cách là buông lung, mình hiểu một cách là phải nói là ngạo mạn thôi, giống như tôi đã thưa, ngạo mạn có nghĩa là đọc cái là hiểu thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà hiểu cái kiểu giống như mình ru em ru cho nó ngủ rồi, khi em bé thức dậy nói: ê em bé, hồi nãy giờ em có biết là tôi ru em bằng bài nhạc gì nó nói không? Cái kiểu ngạo mạn kiểu đó. Cho nên đó là hôm nay tôi ngồi điềm tĩnh lại, tôi đọc từng lời bằng tiếng Mỹ về Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Quân. Tôi mới nói rằng, tôi mới đem cái câu chuyện mà chú Tiểu kia là đọc một cái câu chuyện về cái ông sư tài giỏi kia. Ông gãy chân mà ông không biết đau nữa, ông lết về tới chùa mà còn mang luôn cả cái hai bắp củi. Chú Tiểu kia nói: cha họ cái ông này giỏi quá vậy, mình tìm tới ông mình học đạo đi. Ông giỏi quá. Cái nhìn qua thấy ông thầy của mình đang ngồi bên cạnh, đang ngủ nhào vô bẻ cái chân. Coi thử coi bẻ cái chân của ông thầy mình, ông có biết đau không? Bẻ, ông thầy giật mình vậy nói: ê đừng có bẻ, bẻ bẻ mạnh thì nó gãy chân á. Ông kia ráng một cái chân gãy cái bố. Cái hay nhất là ông thầy ông nói câu kế nè: thầy đã nói rồi, đừng có bẻ, bẻ nó gãy. Có nhiều đó thôi. Câu chuyện tới đó chấm hết, không có nói thêm câu gì, để cho dương gian suy nghĩ. Mà sau này được biết rằng cái cuốn sách mà thằng bé chú Tiểu đã đọc là chính ông thầy của nó viết ra. Mà người mà rinh cái bó củi mà bị gãy chân giữa đường mà còn tìm đúng một cách rinh về cho tới chùa cho bằng được là cúng ông thầy của nó. Có nghĩa là ông thầy để lại cho dương gian biết rằng là khi mà tu niệm đắc đạo rồi, người ta
ta tìm cách mà bị lỡ chừng bị gãy chân, nhưng người ta đừng có lưu ý tới cái chỗ đau đớn đó, người ta gọi là xúc hồn xúc thần gì đó ha. Thì chỉ có những con người đắc đạo thôi mới làm nổi chuyện đó thôi, chứ người bình thường như tôi giận lên một phát là cũng phiền lắm. Cỡ công đức quả mà đấm lại hai đấm luôn, không không có chịu đựng đâu. Nhưng mà bây giờ mình nhìn đó, có một người, có người cần gần gũi nhất cái bên của chúng ta đây, mà hàng ngày chúng ta được nêu tên của người đó là Ngài Tổng thống Đồng. Phải nói là quá tuyệt. Tôi nói tới khúc này tôi phải nói là tôi thừa nhận rằng là tôi quá ngạo mạn trong những thời gian qua, bởi vì tôi đọc tiếng Việt nó rộng ra rồi, mình cứ hiểu hiểu thôi, hiểu hiểu thôi, chứ còn mà biểu cắt nghĩa hết chắc là cũng không biết đường đâu mà cắt nghĩa đâu, nhưng mà hiểu. Nhưng mà hôm nay mình đọc bằng một cái văn bản tờ tài liệu bằng tiếng Anh, mà mình đọc từng từng chữ một luôn á, không bao giờ bỏ sót một cái chữ nào mà đi ra khỏi lỗ tai, nhất định phải thu nó vô thu nó vô. Cho nên là tôi tìm đủ một cách là tôi để đem lên trên cái topic này là hai câu, là phải can đảm mới mềm lòng yếu đuối, phải khôn ngoan thì mới dư trí giải khờ, đó là để dành riêng cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Cho nên mình khi mình như thế đó, mình mới nói à, vậy là từ ngày nào cho đến bây giờ mình cũng vô cùng thắc mắc tại sao Ngài có thể chịu đựng được. Ngài là một người là đứng trên mọi vấn đề, chịu trách nhiệm an nguy danh dự cho quốc gia Việt Nam, mà Ngài nói là Ngài là đôi dép là sao? Rồi người ta là mã nhục Ngài như thế này mà Ngài không có cái cảm giác gì à? Nếu mà Ngài không có cảm giác thì làm sao mà Ngài lãnh đạo được đất nước được? Bao nhiêu trùng trùng điệp điệp cái thắc mắc đổ về tôi. Và tôi nhìn tới tất cả các bạn học sĩ khác, khi mà tôi qua cái ly gì nói động tới họ một cái là ly cà phê bên đây nó muốn chọn qua bên kia không. Tôi có một cái cửa tiệm mà tôi đi vô trong đó tôi mua đồ, mà chỉ có cửa tiệm đó nó bán cái đồ mà tôi cần thiết thôi, tôi vô trong mua. Tôi nói khi mà nhắc tới chính phủ để tăng Việt Nam Cộng Hòa, cái ông đó ông nói như ông tát nước vào người tôi vậy. Tôi nói thôi được rồi, ông bán cái đồ đó cho tôi đi rồi tôi đi. Ông hồi nãy giờ ông nói những cái tiếng mà bu lu ba la chỉ có mình ông biết thôi. Tôi vừa lớn như vậy, có nghĩa là cái nhân cách của con người ta đặt lên cao trên thượng tầng mây xanh gì đó, ai mà đụng tới cái là chết chứ họ luôn. Và những bậc học sĩ ở tại Cali cũng vậy, nếu quý vị mà đụng tới họ là bút chiên khẩu chiên hồng, nhất là thời bây giờ là gia đình nào cũng có một cái truyền thông như chúng ta hiện nay có, nó lên nó làm livestream là nó dụ người đó là đắp mền tủ mền cho bằng được thôi. Vậy mà Ngài Tổng thống Đàm Vương ông còn nói trước quốc dân, trước dư luận mọi người, tôi là chiếc dép cho quốc dân Việt Nam mang, chứ đừng có xem tôi là cái gì cả. Tôi đi phục vụ cho quốc dân, tôi nắm chức vụ tổng thống tôi phục vụ cho quốc dân, chứ không phải là tôi làm tổng thống để quốc dân phục vụ. Thế mình đâu đâu lúc mình nói cho trời ơi, mình có những người tài giỏi đầy đức độ ngay bên cạnh mình mà mình không hiểu, còn đi dối dối chừng lên đi tìm ở đâu xuống trời nào hết. Thật là không thể nào con người thường, kính thưa quý vị, con người thường thì không thể nào mà chịu đựng những cái cảnh mà gió tanh mưa báo người ta trút đổ đất mình hàng ngày, không chịu đựng nổi. Tôi có thể chịu đựng cho anh đấm tôi, anh có thể đấm tôi ba bốn phát cũng có thể được nữa, tôi chịu đựng được. Nhưng mà cấm anh dùng lời đả kích tôi không hiểu tại sao cái trò này. Tôi từng đấu với lại các đồng nghiệp của tôi, người ta quấn là tôi chỉ gục thôi, tôi gục dưới sàn đó, mà không biết đau. Nhưng mà ở ngoài đời ai nói gì nói một cách nhẹ nhàng nói thôi, chứ có gì đâu gì mà mình chịu đựng không nổi. Như vậy giữa cái tiếng nói với lại cái đấm này, nó có cái sức nặng tàn bạo, cái tiếng nói có sức mạnh tàn bạo hơn là cái đấm.
không? Phải nói rằng là nó trái ngược hơn những cái gì mà chúng ta nhìn nhận nó ở ngoài xã hội. Nghĩ rằng cái đấm này đấm vô người đau lắm, nhưng mà không không đau đâu quý vị. Cái mà đau xé nát lòng nát dạ, đó là cái tiếng nói. Vậy mà tổng thống là muốn ông chịu đựng được, chứ vậy ông là ai? Đây cái chỗ đó, ý tôi muốn nói là chúng ta phải tìm ông Đào Minh Quân là ai, tổng thống Đào Minh Quân là ai, thấy không? Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân là ai? Nếu quý vị biết rõ hết cái đó, quý vị đã là chiến sĩ rồi. Nếu quý vị biết hết tất cả về tổng thống Đào Minh Quân, là quý vị chỉ cần ngồi một nơi mà gom được thằng giặc lại một đống đấm phẹt thằng giặc tàn. Trời, tôi cảm thấy biết tới giờ này, phải nói là khi mà mình đọc trong cái tài liệu bằng tiếng Anh đó, mình cảm thấy nó cũng hạng đó thôi. Nếu giả dụ cái đó mà dịch ra tiếng Việt, mà mình đọc tiếng Việt ắt hẳn là mình cũng là ngạo mạn luôn, là tại tiếng Việt mình đọc xong rồi mà. Nước mà nước ở đâu thì nước nó nhiều quá, nước đào cũng nhiều quá, mình xem thường. Nếu mà giả dụ mình đi trong sa mạc, một giọt nước thôi mình cũng quý chết mồ chết tổ luôn. Đó là cái cách thức mình đọc bằng một cái sinh ngữ. Nếu giả dụ mà cái tờ đó mình dịch ra tiếng Việt, mà mình cầm tiếng Việt mình đọc, mình đừng có đọc bằng tiếng Mỹ, mình cũng ngạo mà. Có nghĩa là đọc xong, đọc cho hết là xong đó, chứ không cần nhận thức là phải gói trọn đánh dấu chỗ này, là phải nhấn mạnh chỗ kia, phải nhấn mạnh, phải lưu ý đồ, không nhấn có. Xin chào quý vị mới vào như thế này. Cho nên xin thưa quý vị, có một lúc tôi có nhận một vài cái lá thư đặc biệt trong Bộ Tư lệnh có gửi ra. Bỗng nhiên nó rớt mạng hay sao? Bây giờ có mạng lại rồi đó quý vị. Có mạng lại rồi quý vị. Số đây mình không biết tại sao cũng như nó cúp mất tiêu luôn. Bây giờ có mạng lại rồi. Ok. Hú hồn với gì á. Trời, tưởng đâu là nó hú hồn gì á. Có mạng lại rồi. Ok, có mạng rồi. Đâu có thể mất mạng được, trời ơi, Francis mà lên diễn đàn nó chuyện mất mạng đâu có được đâu, trời ơi. Cho nên xin kính thưa quý vị, thật ra có nhiều cái mà bên cạnh chúng ta, có nhiều cái hay, cái đẹp, cái chân lý nằm ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta lại không, bởi vì sao? Bởi vì cũng cái tật ngạo mạn của chúng ta mà ra, cái chân lý ngay bên cạnh mà không chịu ôm nó, dùng nó liền, nó mà đi bơi lội, bơi ha, bơi tới nước này, bơi tới nước kia, bơi tới người này hỏi thăm người nọ, mà thật ra đi qua bên kia, càng đi càng sâu, càng đi càng gần tới những cái bậc gọi là học sĩ học giả kia, không có tìm ra được cái gì mà gọi là chân lý, trong khi chân lý ngay bên cạnh chúng ta mà lại chúng ta lại không chấp nhận. Khổ như vậy. Và rất có nhiều người nghe ngày hôm nay, nhiều người thắc mắc rằng là cái chuyện mà đi lập lại để tăng Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại chính quyền trong tay của Cộng sản, không phải là cái chuyện dễ làm. Họ nói đúng, họ nói câu đó đúng,
Chúng ta sợ. Nhưng mà họ không biết rằng người đi làm chuyện đó là Tổng thống Đào Minh Quân. Cái khác của Tổng thống Đào Minh Quân hơn các bà học sĩ cái chỗ nào? Là cái chỗ phải khôn ngoan mới dư trí giải khờ, phải can đảm mới mềm lòng yếu đuối. Nó khác hơn cái các bậc học sĩ kia là cái chỗ đó. Và cái khác chỗ đó mới là đi từng bước vững chãi để thành lập lại cái nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là cái chỗ đó, chỉ khác nhau cái chỗ đó thôi. Trời, có chút đó thôi mà không phải là cái khác nhau. Khác đó là không phải dễ tìm đâu, không phải dễ có vào trong người chúng ta. Người ta không tin tưởng nào Tổng thống Đào Minh Quân làm. Bởi vì ai đứng lên cũng chết hết trơn. Cộng đồng nào đứng lên cũng chết hết trơn. Đảng phái nào đứng lên cũng chết hết trơn. Học sĩ nào đứng lên diễn thuyết cũng chết hết trơn. Mà tại sao Tổng thống Đào Minh Quân lại làm được? Cho nên người ta không có tin nổi. Người ta không tin rằng là trời ơi, mấy ông cái to lớn kia mà làm không được là Tổng thống Đào Minh Quân làm sao mà làm được. Người ta biết tao đó là sao? Đúng, người ta nói đúng. Nhưng chỉ cái sai đều là người ta không biết Tổng thống Đào Minh Quân là ai cả. Người ta không biết. Hay chi mà nếu mà người ta biết rõ Tổng thống Đào Minh Quân là ai thì người ta không còn dám ta thán, người ta không còn dám là đem Tổng thống Đào Minh Quân so sánh như là các bậc học sĩ kia nữa. Cái khác nhau giữa Tổng thống Đào Minh Quân với là các bậc học sĩ kia là cái câu gì? Một người thì chửi ta, cứ chửi. Chửi chừng nào quý vị cảm thấy là thích thú mà tối giờ ngủ được thì ta đây cứ chửi, đó là Tổng thống Đào Minh. Còn các bạn học sĩ kia sao? Chửi ta hả? Ta lên livestream mà ta chửi lại nhà ngươi là tao đắp mình không yên luôn, khẩu chiến bút chiến múc mùa lại thị luôn. Cái khác nhau của Tổng thống Đào Minh là cái khác nhau can đảm mới yếu đuối, khôn ngoan mới dạy khờ. Nó khác hết tất cả mọi người như thế đó. Nó khác nhau một trời một vực đó. Cho nên mưa mây gió chứ không số nhỏ là cái chỗ đó. Nó làm cái chỗ đó người ta kinh hoàng, không tin tưởng nổi đường đi của Tổng thống Đào Minh Quân về cứu quốc là cũng bởi cái chỗ kinh hoàng đó. Họ không theo nổi, họ không chịu đựng nổi, họ không tin tưởng nổi. Và cả chính cái tình huống ngoài xã hội họ đã là đem lên con nhắc rồi mà họ không tin tưởng nổi rằng là tại sao Tổng thống Đồng có khả năng chịu đựng bao nhiêu cái phỉ báng của những mỗi người, những mỗi từng lớp người ngồi xã hội phỉ báng mà ngài vẫn tính như bàn thật. Nó khác nhau giữa Tổng thống Đồng Quân với lại các bậc học sĩ kia chỗ đó đó. Tân Liên sát bên cạnh chúng ta, bởi vì chúng ta mang cái bệnh quá ngạo mạn không thừa nhận ngay lúc tiên đầu, rồi là đi tứ xứ đi tìm người để gửi gắm niềm tin đánh đầu mà cái đầu rụm hết tóc luôn, thấy không? Một khi chúng ta tin tưởng, chúng ta biết được Tổng thống Đào Minh Quân là ai thì chúng ta sẽ đón được cái kết quả gần đây nó sẽ đạt được mỹ mãn như thế nào. Cho nên không cần thiết phải còn quan tâm gì nữa cả. Nhất định không quan tâm gì nữa cả. Không có lo lắng, nghi ngờ gì nữa cả. Thời gian đã chứng minh rõ ràng giữa Tổng thống Đào Minh Quân với lại tất cả các học sĩ nó có khác nhau những cái điều mà đến ngày hôm nay chúng ta mới nhận diện ra. Vậy thì cái việc làm của Tổng thống Đào Minh Quân từ ngày xưa cho đến ngày nay và những ngày sắp tới đây nó sẽ hiện hình lên cụ thể cho chúng ta. Cho nên nó là khi mà mình nhìn thấy là nó rất là kỳ diệu cái chỗ là một người chịu đựng hết tất cả, không một lời phản biện. Trời ơi, gặp mấy ông thức giả kia nói: ê,
anh thích tôi không? Anh thêm phê tôi không? Anh về anh mở livestream anh khẩu chiến với thằng kia tông qua nó chửi tôi, anh khẩu chiến với nó, anh khẩu chiến cho nó chết cha chết bà chết bố nó đi, anh khẩu chiến đi ha. Lập ra khán đài khẩu chiến nó suốt mùa, anh thiếu văn chương là tôi sẽ gửi tài liệu ra cho anh chửi nó đi, buôn qua nó đụng tới sự lầm chung của tôi đó, thằng đó. Nhưng tổng thống đã luôn quyết định không bao giờ cho nhân viên của người làm bất cứ một điều gì đã động đến người dân, mà phải giữ lập trường minh mẫn, không bao giờ đánh giặc dọc đường hay là khẩu chiến biện minh bất cứ một điều gì. Và ngài tuyệt đối không cho nhân viên mở livestream lên mà để khẩu chiến phản biện lại đánh chính bất cứ một thứ gì. Chỗ đó mới gọi là chỗ chân lý nhất, thấy không? Cái đó mới là cái chân lý đó. Nó khác hơn người thường là cái chỗ đó. Tôi đi qua Mỹ, tôi qua Cali uống cà phê, tôi không dám ngó bên cạnh cái ông ngồi bên cạnh tôi không dám ngó lên. Động tới cái nhân cách của người ta là không được. Tôi bị dụ rồi, tôi chỉ hỏi thăm thôi. Mà tôi bị dụ, phải nói là trào nước bọt luôn. Thôi thua. Nhân cách người ta để tôi mẹ. Nó khác nhau, tôi nói nó khác nhau đến độ mà mình ngỡ ngàng luôn. Nó khác nhau đến độ mà mình, lúc tôi xin thưa vì lúc mà tôi mới có bước vô chính phủ, tôi gần như, tại vì tức quá với em, gần như mình nói, dạ thưa Tổng thống phải cho em lên làm livestream để em phản biện, em dịp anh vũ mấy ngày chứ. Mà khi mà mình đi lần dần vô trong đó, mình nói, trời ơi, cái câu mà mình đòi, mình muốn xin là để mở livestream để khẩu chiến mấy cái đám kia là xưa quá rồi, trời ơi. Là nhân viên chính phủ đâu có thể nào mà vô chính phủ là huấn luyện để thành một chiến sĩ để phục vụ dân, chứ đâu phải thành một người đi khẩu chiến bút chiến dọc đường đâu. Phải nói là những cái tiếng nói, phải nói từng người mang cái chân lý trải ra, tôi nói nghe giống như từng trái núi rừng bịch dưỡng chảy từng lời một như vậy. Nhân viên của chính phủ được đào tạo không phải là chỉ để khẩu chiến, không phải chỉ để đánh giặc dập đường, mà là để phục vụ quốc dân. Cho nên ngài yêu cầu, ngài không phải là những cái bậc học sĩ kia, ngài không phải là những cái bậc A bậc B, là không đem ngài so sánh bất cứ một cái điều gì nữa. Cho nên đã 30 mấy 40 năm trôi qua rồi mà ngài vẫn là ngài như thế đó. Còn những cái bậc kia bị tiêu diệt theo thời gian hết. Bây giờ nhìn đâm qua tay quý vị còn nhìn thấy cái hậu đoàn nào nữa không? Nhìn thấy ông A và B nào nói câu gì nữa không? Hết rồi. Bây giờ là mạnh ai nấy sống. Bản đài nào thì nói theo bản đài nấy thôi. Không ai dám chuyển tải thông tin bản đài này qua bản đài kia cả. Không ai dám nói câu gì cả. Đụng tới là không được. Nhưng mà tổng thống đã lãnh đạo trong Đại Tam Việt Nam Hòa. Cũng giống như tôi đã từng thưa, kể cả cái Đại Tam Việt Nam Hòa này mà không phải tổng thống đã lãnh đạo lại là một cái vấn đề. Lại là một cái vấn đề. Nếu có ông học sĩ nào đó mà vô lãnh đạo Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa này thì Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa này có thể giống như che những cái cơ sở khác, những cái chính phủ khác, những cái đảng phái khác. Cho nên ông trời, ông đã cho chúng ta một cái viên ngọc quý này cần phải bảo vệ. Cho nên tôi mới đề cái câu ở trên đó, thà tôi chết với tổng thống cho tôi nhất định không một lời từ nan nào, tôi sẽ bảo vệ tổng thống đồng cho đến khi mà hết cái hơi thở cuối cùng của tôi. Khi mà tôi đọc cái bài văn của tiếng mọi ngữ, khi lúc đó tôi mới để cái bài văn xuống một cái đùm ở trên bàn. Tôi nói đáng lý là những cái bài văn tương tự như thế này mình đã từng đọc trước kia.
Nhưng mà từ trước kia là bởi vì mình đâu có ở nước Mỹ đâu, mình ở nước Âu Châu, mà ở nước Na Uy nữa, trời, phải ở nước Pháp là đỡ chút. Nói tiếng Pháp còn có nhiều người nghe này, chúng tôi đang ở nước Na Uy, ở nước cái chút xíu xíu, nói tiếng như chim hót như vậy thôi. Sao biết được, làm sao ông biết được mình như thế nào, ông gửi tài liệu bằng tiếng Mỹ qua cho họ đọc. Gửi toàn tiếng Việt, mà tiếng Việt giống như tôi đã thưa rồi, tiếng Việt đọc vô giống như là nước đầy quá, nước chỗ nào cũng nhìn thấy nước, là mình lại xem thường nước, đúng không? Rừng cây vô trong rừng già, trong nước chỗ nào cũng cây cối đầy đủ hết, thì xem thường cây gỗ, củi gỗ. Khi mình về thành phố rồi mình không thấy có củi để mình nướng bắp nướng ngô mà ăn, thì lúc đó mình mới quý một cái ve củi. Thì cái chuyện mà mình đọc tiếng Việt nó tương tự như vậy. Thế đọc tiếng Việt, đọc vô thì hiểu, mà hiểu lộn xộn, hiểu bung luôn, rồi hiểu cách ngạo mạn. À, tôi đọc rồi, tôi hiểu rồi tới đó. Nhưng mà hỏi coi, hỏi nghe, hỏi ở anh cách nghĩa chỗ đó ra, đó cái chỗ đó đó mới là mệt. Nhưng mà những cái thắc mắc mà từ ngày xưa tới giờ tôi mới được giải bày rằng là tại sao tổng thống Đặng Quân có khả năng chịu đựng được, mà các bậc học sĩ mà mình gọi có thể là hàng bậc thầy tông sư của mình luôn mà không chịu đựng nổi. Họ ôm cái tôi chặt cứng trong người, họ gỡ cái tôi trên tận mây xanh, ai mà gió lên nó đụng cái tôi của họ phét là họ mướn những người kia bút chiến giùm, khẩu chiến giùm luôn. Mà ngược lại, tổng thống Đặng Quân khuyên nhân viên của người rằng là không một nhân viên nào, nếu là nhân viên của chính phủ, không cần thiết phải khẩu chiến bút chiến bất cứ những người nào mà họ đã kích đến, nhất là nói xấu về tổng thống Đặng Quân, không cần thiết. Bởi vì là tổng thống Đặng Quân là đôi dép cho quốc dân Việt Nam mang rồi, còn những cái gì mà nó thấp nhất trong xã hội thì họ chưa kể okay. Tội nghiệp cho họ thôi. Rồi đến một ngày kia họ thấy cái việc làm của tổng thống, từ lúc đó là họ tâm phục khẩu phục cũng chưa muộn mà, đúng không? Vì thế ngài nói rất là vững chắc rằng là dù bất cứ giá nào chúng ta cũng phải giải phóng tập đoàn cộng sản trên ách cái vai thống trị của họ, trên vai của quốc dân Việt Nam cho bằng được. Và những cái chiêu thức của ngài đưa ra người Mỹ cũng biết mà. Và rồi đây người Mỹ cũng sẽ dùng những cái chiêu thức của ngài để mà trị vì quốc gia của họ nữa. Ngài tổng thống Đặng Quân sẽ lãnh đạo đất nước Việt Nam, và rồi thế giới cũng phải dùng theo những cái chiêu thức của ngài mà để lãnh đạo trên quốc gia của họ ở tương lai. Cái kinh hoàng nhất là kế tiếp là cái chỗ đó nữa, chứ không phải là chỉ là lãnh đạo đất nước Việt Nam thôi không. Cho nên tôi đã thưa rằng là Tập Cận Bình không sợ Donald Trump mà sợ tổng thống Đặng Quân kinh lắm, nhiều mặt để mà sợ. Bởi vì Tập Cận Bình đã biết ông Đào Minh Quân là ai rồi. Cho nên những cái chiến lược chiến thuật mà tổng thống Đặng Quân có, chúng ta biết giống như Quyên ca đầu tóc mà chúng ta chỉ có cầm một sợi tóc nghĩ rằng là cả đầu tóc trên tay của ta, lúc nào tôi cũng ngạo mạn cái kiểu đó, là khi mà nhổ được cầm tóc ở trên một số tóc trên đầu, cầm được sợi tóc nghĩ rằng là ta cầm được cả một đầu tóc, cái ngạo mạn con người mà lúc nào cũng vậy. Mà hôm trước tôi có thưa rằng cái gì mà tôi được biết là chỉ bằng cái số lá trên tay mà tôi có thôi. Mà cái mà tôi không biết nổi về Đại tâm Việt Nam Cộng Hòa về cái chiến lược của tổng thống Đặng Quân đi, giống như số lá trên cây trong rừng, nó nhiều như thế đó. Cho nên ngài tiết lộ dần dần những cái mà khi mà theo dõi, khi mà đọc cái tài liệu bằng tiếng Anh kia, là mình ngẫm nghĩ những cái lời mà ngài đã nói ở trong phòng FCC. Những cái đường đi, những cái lối bước của tổng thống Đặng Quân
là đã được sắp sẵn từ lúc nào. Bây giờ ngài chỉ thực hành thôi. Ai sắp sẵn? Không ai biết nói. Vậy chánh quyền của Mỹ nó mới gửi công hàm tới, quả nó để cho cái tụ nghi đường là cất cao tiếng vọng là cái chỗ đó. Chứ bình thường giống như những cái chính phủ khác là đều bị tiêu diệt liền. Giỏi như Đức Đạt Lai Đạt Ma, ông Phật sống của Tây Tạng, mà người Mỹ chưa bao giờ dám gửi cái công hàm lên bằng gọi Đức Đạt Lai Đạt Ma là thủ tướng của chính phủ lưu vong, không bao giờ có luôn. Mà gửi cho Tổng thống Đồng Quân là Honor President Dao. Thấy không? Thấy cái sự khác nhau ở chỗ đó. Bữa nay tôi thưa cho quý vị, để cho quý vị thấy cũng đồng cảm, rằng là bữa nay chính tôi có những cái cảm xúc khi mà tôi đọc được cái văn bản kia. Chính cả Đức, ông Phật sống Đức Đạt Lai Đạt Ma còn chưa có được những cái danh hiệu mà Tổng thống Mỹ gửi tới để gọi nữa, mà chỉ đặc biệt Tổng thống Đồng Quân, chính phủ để Tam Việt Nam. Khác lắm, Tổng thống Đồng Minh Quân có nhiều cái khác lắm, không giống, chúng ta không có thể so sánh được. Bởi vì cái chỗ đó nó kinh hồn mà người dân Việt Nam trên thế giới là không tin tưởng nổi. Bởi vì chúng ta biết Tổng thống Đồng Minh Quân chỉ có một cái hình dạng tới đó là hết rồi. Rồi lại ngạo mạn xem thường cái đường đi nước bước của ngài, cho nên là không có ai đó hỏi tới là cái chỗ đó. Ngạo mạn, cái tội ngạo mạn của từng con người chúng ta phải nói là đáng trách. Bỏ đi cái thiên trách mà người dân Việt Nam cần phải cù mang là giải phóng dân tộc, giải ách thống trị trên đôi vai của quốc dân Việt Nam. Mình bỏ đi cái chức vụ thiêng liêng đó, bởi vì cái cá tính ngạo mạn của chúng ta. Và bởi vì Tổng thống Đồng Quân quá khác người một cách mà không ai có khả năng mà tự tìm hiểu nổi. Không ai có khả năng tự mình tìm hiểu nổi. Thật sự phải nói một câu như vậy. Mình chỉ dựa vào tại sao trên thế giới này thứ gì cũng có thể bị tiêu hóa hết mà để Tam Việt Nam Cộng Hòa mà sống mãi như thế này. Chúng ta không thán phục mà chỉ đặt cái câu hỏi để trần dần đó, không tìm do câu giải đáp thêm. Đặt cái câu hỏi để đó. Tại sao những người khác không tài giỏi? Tại sao người ta không có suy nghĩ ra mà để tồn tại? Mà bỗng nhiên là bây giờ tan biến hết tất cả theo thời gian. Mà chính phủ Đại Tăng Việt Nam Cộng Hòa đã từng sống ở trên đất nước Mỹ là trên 30 năm nay. Vẫn còn nguyên thủy mà càng ngày càng dũng khí lên. Càng ngày càng quyết liệt hơn, tiếng nói càng dao động lên khắp cả mọi nơi, và kể cả Tập Cận Bình, kể cả Nguyễn Phú Trọng, kể cả Nguyễn Xuân Phúc ở Cộng sản Việt Nam còn cũng phải nhìn nhận những cái tiếng nói mà đáng run sợ nhất là tiếng nói của Tổng thống Đồng Quân. Vì thế mà Tổng thống Đồng Quân nói bây giờ chúng ta không cần phải dùng súng đạn, chúng ta không cần xe tăng, chúng ta không cần quân đội. Một chính phủ dám biến dạng dùng tay không để lấy lại chính quyền, quý vị phải nhìn nhận rằng sau lưng của Tổng thống có một cái mãnh lực là vô hình nào đó, chứ không phải là bình thường giống như chúng ta nghĩ. Cho nên ngài khuyên nhân viên là không cần thiết, đừng có vội vàng, hãy kiên nhẫn và học mình trở thành là một chiến sĩ để phục vụ quốc dân Việt Nam ở tương lai, là một cán bộ để phục vụ quốc dân Việt Nam ở tương lai. Đừng bao giờ mất đi cái quyết tâm của mình, đừng bao giờ đánh mất đi cái sự kiên nhẫn của mình.
Bởi vì Ngài đã nắm hết tất cả mọi thứ ở trong tay rồi. Giống như tôi đã thưa, chúng ta chỉ có khả năng đó là rinh được có một ký vàng thôi. Mà nếu mà đòi hỏi là rinh cả một tấn vàng, nếu mà Ngài buông ra thì làm sao chúng ta rinh cho nổi. Cho nên Ngài lâu lâu Ngài rờ một chút, lâu lâu Ngài nói ra một câu, lâu lâu Ngài nói ra một chuyện. Nếu mà Ngài cho bùng hết ra là chúng ta thứ nhất là nhảy tưng bừng lên, mừng quá, không? Rồi cái là cái gì cũng vậy đó. Mừng quá, vui quá, rồi không kềm chế được tiếng nói, rồi cái nói không có đường, có lối nữa. Rồi là tự mình làm hư lấy mình. Rồi để cho cộng sản nó biết được cái đường đi nước bước, rồi nó đào hầm đầu, đào hố dưới đó, nó gài bẫy. Cái câu của Thu Thảo Miên hỏi câu đó cũng là tương tự giống như mọi người khác. Nhưng mà khi tôi đứng bên cạnh có Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đó, người ta nói rất là khó tin nổi là ở trong một chính phủ, người ta khó tin lắm. Chính khi mà tôi tiếp diện cái vị đó tại tụ nghĩa đường, thì chính nhà ngoại giao, mà nhà ngoại giao bữa đó cũng xui cho nhà ngoại giao của Hoa Kỳ, nguyên cái bang đó, ba người. Thứ nhất là cũng ngạo mạn, cũng tới tụng nghĩa đường, người ta mời Đường Hoàng, phải không? Ta mời Đường Hoàng, nhưng mà tới đó thì người Tây Phương mà, người ta thấy mùa hè nó nóng nực, người ta ăn mặc không có áo vest, không có cà la vát, phải không? Tới đó tôi đã bị gặp tổng thống Đào Anh Quân. Ông nói ok, tôi rất cảm ơn quý vị tới đây thừa lệnh của bộ nội các của chính viện Donald Trump, quý vị tới đây để chia sẻ với chúng tôi, nhưng mà tôi cho quý vị dự cái cuộc tiệc của chúng tôi, nhưng mà tôi không muốn tiếp quý vị, nghe quý vị bàn luận về vấn đề là sách lược giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Đại tân Việt Nam của họ cả. Quý vị cứ ngồi đó. Tôi nói ba người đó ngồi trên ghế mà giống như ngồi cái cục lửa vậy. Qua trong đó, một trong ba người đó đã lên phát biểu. Có cho một trong ba người đó lên phát biểu mà bằng tiếng Mỹ, mà tôi nhớ được cái câu như thế này. Lúc trước bà nói là tôi rất hân hạnh đứng đây. Tôi xin nói, bà nói gì đó nữa, rồi cái tôi nghe được câu là lúc trước chúng tôi welcome quý vị đến quê hương chúng tôi, ngày hôm nay chúng tôi đã tìm cách là tiễn đưa quý vị trở về cố quốc. Đấy. Tôi muốn trả lại cái câu này để cho Thu Thảo biết, có nghĩa rằng là người ta biết được đường đi nước bước của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ dây cái hướng trở về, giống như là cộng sản nó có bài nhạc nó nói khúc gì tiến về Sài Gòn, đúng rồi đó, bài nhạc gì đó tiến về Sài Gòn. Từ bữa nay tôi cũng tạm dùng cái câu đó, tôi nói họ biết được chính phủ đang tiến về Sài Gòn, cho nên họ dùng cái câu là họ nói tiến được. Đó là ba người trong Bộ Ngoại giao. Tổng thống Đại Vương thấy họ ăn mặc không có cà la vát, ông nói tôi không tiếp. Nhưng mà tôi cho quý vị ngồi đó để nghe trong cuộc họp. Thấy chưa? Gặp những cái tình huống như thế này mà những cộng đồng khác là người ta nói thôi không sao, họ tới là quý lắm rồi, họ mặc cái gì cũng kệ. Đâu có được đâu. Đâu có được đâu. Để tâm Việt Nam họ ngôn danh chính ngôn thuận. Vì thế mà Tổng thống Đồng quyết định là không có thể nào mà xem thường được. Không thể nào mà có được cái danh hiệu mà Tổng thống Donald Trump hay là Tổng thống Obama hay Tổng thống Bill Clinton gửi thơ tới mà nói Mr. Đào Minh Quân không đâu. Mà phải là Honor Mr. Đào Minh President Đào Minh Quân.
những cái danh xưng đó dành riêng cho những cái bậc mà gọi là lãnh tụ của quốc gia dưới quốc gia mà thôi, cái cách xưng hô như thế đó. Ở nước Mỹ nó lớn nậu Texas rồi mà có lớn bằng mấy nước của Việt Nam rồi, không chỉ cả nước Mỹ, quý vị biết không? Có lúc tôi hỏi anh ở Westminster, anh có biết ở Ponsa Sài Gòn nhỏ bây giờ nó làm gì? Nó nói không, tôi ở Westminster làm gì tôi biết không kìa. Tao phải chỉ ở Westminster biết được ở bên Cali, biết được ở Sài Gòn nhỏ kia nó làm gì hết sao? Cho nên đừng có nói là tôi ở nước Mỹ mà tại sao là tôi không nghe thế kia, tôi không nghe thế nọ. Tại vì nước Mỹ nó quá lớn rồi quý vị. Đâu lúc mà mình muốn đi ăn tô phở mình phải lái đi lái xe cả mấy tiếng hồ từ Beaumont mà lái xuống tới Houston để ăn tô phở rồi lái về quẹo vô đường Bel Air ăn tô phở rồi về tới nơi nó cũng đói bụng, nó rộng lớn như vậy. Thì làm sao mà biết được là từ chỗ kia, từ chỗ góc này cho tới góc nọ được. Cái chuyện đó là có nhiều người không biết không nghe được là cũng điều đúng thôi. Tôi ở Âu Châu, tôi có khả năng tôi biết ở bên Pháp, bên Đức, bên Thụy Sĩ, bên Hà Lan, tôi biết được. Nhưng mà khi qua Mỹ, tôi nói, khi mà ở Westminster, chỉ biết Westminster, ở Ponsa, chỉ biết Ponsa, không biết gì nào. Tại vì nó rộng quá, nó lớn quá, chừng quá đó. Mà lại, đâu phải là chỉ có một cái truyền thông đâu, nó hàng chấp chá truyền thông hết chuyện này tới chuyện nọ, thì nấu mà mình coi một cái truyền thông thì mình coi cái hết giờ rồi mình ngủ qua ngày hôm sau mình mở ra cái truyền thông thứ hai thì đâu có thì giờ và đâu có khả năng để tìm hiểu tới mà gọi là chính phủ ngày hôm nay. Và vả lại hơn nữa là tất cả những cái bản đài của truyền thông của người Việt Nam ở nước ngoài bị lên phát thanh là phải phát thanh theo cái hóa đơn đặt hàng của họ. Anh nói sai là chiều là về, anh không có là mì tôm ăn nữa là khác. Họ sống vì tiền, họ nói vì tiền, họ chỉ nói như thế đó. Không được phép là khen tặng một cái chính phủ hay là một cái đảng phái chính trị nào cả. Như thế đó. Cho nên nguyên cả là bao nhiêu cái tờ báo, bao nhiêu tiếng nói tự do của người Việt Nam ở khắp nước Mỹ, không có cái bản đài nào dám nhắc nhở tới tổng thống đồng quân hay là chính phủ Đại tân Việt Nam Cộng Hòa cả. Vậy á, nhắc một cái là chiều cái anh xin công viên đó là không có mì tôm ăn, chỉ uống nước thôi. Tại vì sao? Bây giờ họ nói họ làm việc là bằng tiền. Vậy đó. Và họ rất là sợ. Nhắc tới là chính phủ Đại tân Việt Nam còn kể cả Tập Cận Bình người ta cũng phải sợ mà. Mà tại vì cái khôn nhất của Đại tân Việt Nam còn họ là cái gì? Khi mà làm đơn trương diện cái câu cuối cùng. Cái câu cuối cùng mà Tổng thống Đồng Quân kê ở dưới cái lá đơn cuối cùng là rằng dù tôi Tổng thống Đồng Quân có chết đi, cái tờ đơn kiện này phải kiện ra cho bằng được. Vì thế Tập Cận Bình không dám đụng tới trong lông chân của Tổng thống Đồng Quân là cái chỗ đó. Chứ gặp những người khác mà hoặc là không có để cái câu cuối cùng đó hả? Tập Cận Bình nói thứ gì nó còn tiêu diệt được không chi nữa. Nó không gỡ gián điệp qua Cali mà nó tiêu diệt Tổng thống Đồng Quân hay sao? Nhưng mà đâu phải không đâu quý vị, nó đã tới từng nghĩa đường rồi. Nhưng mà nó tới nó thấy con người mà. Trời, quý vị còn nhớ có một lần có ông tướng nào mà bị đem ra hành quyết ở Việt Nam mà đem xuống mà đi cho cọp, cho nó xé xác đó, phải không? Nhưng mà con cọp vừa tới thấy tới cái quai phong của vị tướng đó. Ông tướng nào hét một phát con cọp phải cúi đầu, thấy không? Gọi là cái quai phong. Cái lẫm liệt gọi là cái quan năng của con người đó, nó làm nó khiếp sợ. Cho nên nó đừng có nói rằng là tụi Tàu Cộng nó không qua biểu tới tụi Nguy Đường nhé. Hay nó qua đó, hầu như ba thằng hay là năm thằng bữa đó tôi nghe được kể. Qua đó nó thấy cái quai phong, cái quan năng của Tổng thống Đồng Quân, nó rút đi. Quý vị nên nhớ tụi Nguy Đường ở bên cạnh đó, nó có một cái nhà chùa rất là lớn kinh khiếp, mà cái chu vi nó lớn giống như là còn lớn hơn Dinh Độc Lập nữa. Cũng là cất lên đó cũng là một trong những cái điều kiện mà muốn theo dõi tụng như đường qua cái chùa đó. Không được phép phèn diên, không được phép có điện, không được phép cái gì cũng không được phép hết. Nó khác nhau cái chùa đó. Trong khi là tụ nghĩa đường là được là
Tổng thống Bill Clinton tớ cấm từng cột điện từ ở ngoài đường lộ vô tới tổ nghĩa đường. Cấm không, thấy không? Ở nước Mỹ mà đâu có money talk mà nước Mỹ mà có thể là làm không được hay sao? Vậy mà Obama, tổng thống Obama là ra lệnh cho địa phương đó là phải cấm từng cột điện ở ngoài, câu điện cho tới tụng mới được. Gắn trong mấy cái bóng là hàng ngàn watt tụi nó chiếu sáng rực trời. Mà tụng mới được không ai buồn phải ban ngày phải tắt cái bóng điện đó, ban đêm phải bật sáng, không ai cần thiết phải làm. Ban ngày dưới nắng chang chang bạch thanh thiên bạch nhật, nhưng mà những cái bóng hàng ngàn quá nó sáng dưới vùng sa mạc như thế đó, động lòng trời. Tới khi chế độ của tổng thống Obama gọi điện thoại hạ lệnh cái chính quyền địa phương nó lên tháo gỡ cái bóng đó. Nói gắn hai cái bóng này gì mà bao nhiêu năm trời để mà nó cháy ráng sáng rực này một cách là tiền điện không nghe ai nói trả. Nhưng mà ông Obama ông nói rằng gỡ những cái bóng điện này là không phải là không cho tụng như đường dùng điện, mà là bởi vì nhận những cái tin tại vì ở Cali mà nó phật nó cháy đủ thứ chuyện đó. Thì ông Obama ông có cách nghĩa rằng là ông gửi nhân viên xuống gỡ những cái bóng điện đó là bởi vì nhận được cái tin rằng nơi đây sẽ có cái chuyện hỏa hoạn, cho nên nó thấy những cái bóng điện hàng ngàn watt mà nó cháy sáng hết năm này tới năm nọ, ông ta gỡ. Ông nói ông gắn lại mà tới chuyện hết các cái mùa của ông hết cái chức vụ tổng thống ông chưa thấy gắn lại. Nhưng không cần thiết, không phải gì thế mà tụi nghĩ được là tấu thúi cũng gắn điện lại cũng chạy tới bữa đó. Tôi kể ra như thế nào, tại sao nếu mà nói là chính phủ không lập được ở trong một chính phủ, không lập được một chính phủ, thì tại sao lại Bill Clinton rồi Obama lại có quan tâm đến tới tụng nghi đường như thế? Là tại sao lại đề honor president Đào Minh Quân đồ gửi những cái công hàm thank you như thế này, thank you như thế nọ? Nhiều đó thôi cũng đủ trả lời cho một vài quý vị nào mà đã thắc mắc là tại sao mà chính phủ ở trong một chính phủ. Nhưng mà tôi cũng nói, cũng thắc mắc lại ngược lại vô cùng, tại sao nước người ta lại làm được mà lấy nước Việt Nam lại làm không được? Tại sao ông Charles de Gaulle lại có khả năng là chạy tị nạn qua bên nước Anh lại thành lập chính phủ lưu vong, rồi sau đó đem quân về quấn lại quân Đức để chiếm lại giải phóng được nước Pháp được? Tại sao lại nước người ta làm được mà nước mình làm được? Tại sao lại ông Đức Đạt Lai Đạt Ma là ông chạy nạn, đi tị nạn qua bên nước Ấn Độ mà lại ông lập thành lập được chính phủ ở bên lưu vong bên Ấn Độ được? Tại sao người ta làm được mà lại nước Việt Nam mình lại làm không được? Đó, cho nên tôi muốn trả lời cho một vài vị là còn đặt câu hỏi là tại sao chính phủ, thành lập một chính phủ trong một chính phủ, impossible, đúng không? Nhưng mà đối với tôi, possible đó, đã có chứng minh rồi, thấy không? Ông Charles de Gaulle đó, đã có chứng minh rồi, đó, ông Đức Đạt Lai Đạt Ma đó. Còn nhiều nữa, nhưng mà tôi đâu có nhớ đâu, tôi đâu có biết đâu. Nếu mà tôi biết thì tôi cũng dám đem lên đây tôi chia sẻ. Thì tại sao lại người dân tộc Việt Nam chúng ta lại không có khả năng làm được cái điều đó chứ? Tôi nói thật sự, trong đó có tôi, ngạo mạn quá. Chúng ta ngạo mạn nghĩ gì là mình cũng gì cũng tài giỏi, cũng giỏi cũng ngon hết trơn á. Nhưng mà khi đụng độ rồi, mình thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ xíu xíu. Cái tội ngạo mạn chưa đem phạt là may lắm. Thật sự, quý vị ở bên Mỹ, quý vị cũng biết, phải không? Tôi nói ở nước Mỹ mà, giống như nước biển này, tức là bỏ thứ gì xuống ngày trước ngày sau nó cũng tan hết rồi. Nước Mỹ, biết bao nhiêu các vị học giả mà ở bên nước khác ta muốn qua nước Mỹ, người ta nói, người ta phát triển cái hiểu biết của họ để mà người ta muốn highlight mình lên, là đứng lên diễn thuyết, tôi nói như là lửa phun ra miệng rồng vậy đó. Nhưng mà nói được ngày trước ngày sau, đi về là cuốn gói đi về, đi tức nghĩa là đi, đi luôn đó. Bởi vì người Việt Nam ở Mỹ, người ta nói không có một người nào mà thay mặt ai mà để ra lệnh là tôi thay mặt cho hậu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, tôi thay mặt cho hậu trí thức được, tôi gửi, tôi mời giấy anh để tới dự cuộc họp này.
họ cầm cái tờ giấy, họ xé, họ dục, họ nói anh lấy đi cách gì mà anh thay mặt. Trời, những cái câu đó tôi nghe, tôi uống cà phê mà cái tay tôi run luôn. Ở bên Cali, nó nói những cái sự mà bình luận của người Việt Nam bên đó phải nói là kinh hoàng quá. Cho nên nói chuyện mà tôi hộp lại một số người Việt Nam ở bên Mỹ, 50 người hay 30 người không phải chuyện dễ làm. Ok, gồm lại bữa nay đại khái 100 người đi, ha, cho 100 người gồm lại, nghe ngồi nói chuyện, nói chừng nửa, một nửa buổi nói chuyện thôi, mới nhìn xuống tự nhiên thấy người ta bỏ đi về hết rồi. Chỉ còn có diễn giả với lại ông gác trật tự ở ngồi đó thôi. Có nghĩa là người ta chán trường cho nó đó. Qua rồi, hoặc là nếu như cái hội đó mà còn được sống thêm 2-3 ngày nữa là họ bắt đầu họ xuống đường, họ đã đảo. Họ nói, ông A kia không có tư cách, ông B kia không có tư cách, đã đảo. Thế đó. Cho nên nó tới, ở tại xứ Mỹ, cho nên là tại sao? Ở tại Cali á, cái ông chánh án ở tại tiểu bang Cali, ông nói sao? Cái bọn ở tại cái Cali này là cái bọn cán bộ xã áp. Thấy không? Ông nói là cái số người ở đây tôi nói ngày nào cũng không để chính quyền yên, cái là cầm cờ xuống đường hết, đã đảo chuyện A rồi đã đảo chuyện B. Cho nên ông khép cho một cái danh từ cũng đáng lắm. Còn những người khác gọi là như cái cuộc sống ở Cali sao? Là cái thành phố gió tanh mưa máu. Đúng không? Tôi không dám xác nhận đúng hay không, mà đây là tôi lặp lại, mà tôi nghe cái câu này tôi nghe hàng ngày. Mà hỏi người nào nói tôi có thể nói luôn, hỏi bán đài nói tôi có thể nói luôn, mà tôi đợi khi nào quý vị có gì đặc biệt thì tôi sẽ nói. Còn bình thường là tôi không, gần như tôi không thích nhắc đến bất cứ cái tên nào mà ở trong cái livestream của tôi, nhưng mà bắt buộc tôi nói thì tôi sẽ nói. Vậy mà cái cuộc sống như thế đó mà tổng thống Đào Minh Quân lại sống còn là bởi chỗ nào, bởi cái chỗ nào, thấy không? Mình nói một cái khía cạnh khác. Nếu mà tổng thống Đào Minh Quân là bình thường giống như cái xuống học sĩ kia, thì tổng thống Đào Minh Quân cũng giống như cái người học sĩ kia, cũng bị là tan theo mây khói thôi. Vậy mà tổng thống mà Đào Minh Quân sống trong cái cảnh gió tanh mưa máu không thể xóa nhòa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cái chỗ này nó khác hơn các bậc, bởi vì nó khác nhau quá đến mức độ người ta không đem gửi cái niềm tin nổi cái chỗ đó. Phải chi nó khác mỗi lần chút á thì không nói gì, cái này nó khác quá cái mức tưởng tượng của người bình thường, cho nên người ta không còn tin nổi nữa, đúng không? Nào mà một người đánh một người là cũng đã mệt rồi, bây giờ đã nói ra thêm có ba thằng quấn một người, mà cái thằng cái có một người nó cũng quấn được ba thằng nữa. Nếu mà bỗng nhiên mình nói như vậy cái là người ta nói lại thêm nói dốc nữa rồi. Một người quấn một người đã mệt rồi, bây giờ đừng có nói là một người quấn ba người, quấn chỗ nào, thấy không? Nếu mà tôi nói cái đó là nó không, mà quý vị nói Francis này lại nói ba trợt nữa rồi. Nhưng mà tôi đang kể cái chuyện đó là trong đó là tôi là cái người mà một đấu tới ba, tới hai, tới ba. Mà thì đương nhiên là tôi đã bị đòn quá nhiều mà tôi không có bỏ cuộc trong cuộc đấu đó. Tại vì cái đợt đó là cái đợt mà gọi là tổng cục Taekwondo ở Âu Châu này, nó qua Na Uy, nó test thử mấy cái ông mà mang đệ nhất đẳng Taekwondo, coi thử cái ông có học đúng chiêu đúng thức không, hay là bạn bè nó tới nó nâng cấp cho rồi nó gắn cái đai đen để nhất đẳng vô test, tưởng đâu test cho đi quyền đi thảo gì đó hôm nay nè, test là cho một người đứng đánh hai ba thằng cũng là đồng đai để nhất đẳng, một để nhất đẳng quấn hai ba thằng đồng đai để nhất đẳng, quấn nó quấn mình nghĩa là như là nó quấn vô con trâu rồi, nó quấn rìm thôi, nhưng mà 3 phút phải ở cho chịu 3 phút. Có nghĩa là những cái khác nhau đó nó lớn quá. Nếu mà bỗng nhiên mình nói ra người ta không tin là điều đúng. Bởi vì nó khác nhau, đâu có thể nào một con người mà có khả năng chịu đựng nó, ba người mà đồng đai mà quýnh như thế nào sao chịu đựng được. Vậy mà mình chịu đựng được. Mình đem ra câu chuyện này ra, nếu mà không có hình ảnh chứng minh, không có livestream được chứng minh đó thì người ta nói, Francis này lại nói bà xạo nữa rồi.
Cũng như để Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay sống còn ở trên một chính phủ, trong một chính phủ, đâu có ai tin nổi đâu. Nếu mà không có những công hàm của các vị tổng thống của Hoa Kỳ thì mình không thể nào tin tưởng đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta lại, xin lỗi, là quá ích kỷ cho nhau, không cho quốc dân Việt Nam những cơ hội cuối cùng mà chúng ta có ở trong túi, thì chúng ta có thể nhìn thấy là Charles de Gaulle, ông cũng chạy qua bên Anh, ông cũng thành lập chính phủ lưu vong nhé, cũng được vậy. Ngày hôm nay chính phủ lưu vong của Đức Đạt Lai Ma vẫn còn ở bên Ấn Độ đó, cũng được vậy. Thì tại sao nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam lại không có khả năng thành lập được chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa trên một chính phủ được? Cho nên là coi như lúc là quý vị có cơ hội, mà quý vị chính cái cơ hội đó mà quý vị không muốn cho quốc dân Việt Nam để làm nên lại cuộc đời, xây dựng lại đất nước, quý vị bỏ cái cơ hội đó ở trong túi, giữ gìn đó, rồi một ngày kia quý vị sẽ nằm ở trong ba lòng tất tất, cũng là nằm theo, mang cái cơ hội đó mang theo. Khổ. Đứng đây kể những cái chuyện mà tại vì nó ngồi cái sự tưởng tượng của từng người. Quý vị có thể nói ra, có biết bao nhiêu ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa người ta còn không làm nên nổi, làm sao ông Trung Quý có thể làm nên nổi? Các quý vị có thể đặt cái câu hỏi đó. Nếu quý vị mà đặt câu hỏi như thế đó là quý vị là không cho quốc dân Việt Nam cái cơ hội nào hết, có nghĩa là quý vị triệt hết. Quý vị nên nhớ, cái ông dạy, cái ông giáo sư dạy về y khoa, ông dạy bác sĩ, ra ông bác sĩ nào cũng mổ xẻ, cũng nên thân, nên người, nên dốc, nên dáng, nên hình hết. Ông nào cũng mở phòng mạch, phòng đồ, giàu có hết ha, ngon lành. Hoặc là vân vân như vậy đó. Thì quý vị nghĩ ngay rằng chắc ông giáo sư đó, ông sẽ mổ sẽ hay hơn các ông bác sĩ này hay sao? Cho nên á, quý vị đừng có lấy những cái tiếng Việt mình gọi là gì, lấy cái thực tế đó, quý vị nghĩ rằng là những cái ông bác sĩ mở phòng mạch đây là không có kinh nghiệm bằng cái ông giáo sư trên kia, bởi vì ông giáo sư đó, ông là thầy, ông dạy cho cái đám bác sĩ này thì ông đó giỏi hơn. Sai, vì nói câu đó sai rồi. Đừng có nói rằng là ông võ sư kia, ông dạy nhiều học trò ông đánh đâu thắng đó, chắc ông là kinh lắm nha, đụng tới ông là mình chết liền á. Sai. Tôi chỉ có khả năng tôi dạy anh quấn, nhưng mà tôi ra đường tôi đánh đâu được ai đâu. Tôi dạy anh cách điểm việc được, nhưng mà tôi ra đường tôi không điểm việc được người nào hết. Cái đừng có nói rằng tôi dạy học trò kia nó điểm việc hay, nó quấn hay quá, nó đá xong cướp người, nó đá mình thấy là mình thấy ê chề, vậy là ông thầy ông giỏi lắm đó nha. Sai. Ông thầy đâu có giỏi. Nếu mà ông thầy ông giỏi hơn học trò thì cái võ đường nó luận bại. Học trò lúc nào cũng phải giỏi hơn ông thầy. Cho nên câu Việt Nam mình nói sao, con hơn cha như nhà có nắp, là cái chỗ đó. Chúng ta phải suy nghĩ ngược lại cái tình huống, chứ đừng có theo một chiều cái nghĩ rằng người nào nói ra câu đó chắc người đó hay, người đó giỏi. Như vậy thì nó sẽ bị mất nguồn, mất gốc, nó bị sẽ lu mờ hết đi. Cho nên xin thưa quý vị, thật sự những cái quyền lực vô hình, hữu hình ở đằng sau lưng của Tổng thống Đào Minh Quân chúng ta không biết nổi. Dựa vào những cái thành công ngày hôm nay, cái đứng vững ngày hôm nay của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta sẽ xét đoán suy luận đứng đằng sau của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, sau lưng của Tổng thống Đào Minh Quân là gì. Đây là đòi hỏi quý vị chấp nhận cho quốc dân Việt Nam cái cơ hội cuối cùng để giải thể tà quyền cộng sản hay không.
quý vị không cần phải mang súng đạn ra tiền tuyến, quý vị mới được gọi rằng là quý vị là chiến sĩ. Quý vị chỉ cần ngồi lại, cầm cái máy iPhone luôn, trưng cầu dân ý cho Tổng thống Đảng Quân. Một lá phiếu của quý vị làm nên đại sự. Một chữ nhỏ làm nên đại sự. Tổng thống Đảng Quân không cần là phải 5-3 triệu quân đội. Chỉ cần mình có khả năng mình dồn lại là 1 triệu đảng viên Cộng sản, lại thành một người, một quân một người đó, đảng viên Cộng sản tan. Cho nên mới có cái câu rằng là giết cộng chết, hết cộng sống là cái chỗ đó. Vì cộng nó chết rồi, vậy mà phải giết nó, phải giết nó nữa. Tức là quốc dân Việt Nam ở trong nước nó từ khử ngay, không bao giờ chấp nhận Hồ Chí Minh nằm ở trong đầu của quốc dân Việt Nam. Đảng Cộng sản nó chết liền, nó chết tức khắc. Anh cầm cái iPhone lên trưng cầu dân ý cho đại tăng Việt Nam. Cái lá phiếu ngày hôm nay xem rất là nhẹ, có đúng không? Nhưng nó sẽ vô cùng nặng ở một ngày kia, khi mà quốc dân Việt Nam được hỏi rằng cái "Are you ready to fight against communists?" "Yes, we do." Các anh có chấp nhận welcome để tăng Việt Nam Cộng hòa về nước không? "Yes, we do." Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi đã có trưng cầu dân ý. Chuyện làm rất nhỏ nhưng mà ảnh hưởng đến cái chuyện vô cùng đại sự. Không cần thiết chúng ta phải mang súng ra chiến trường mới gọi là chiến sĩ. Chúng ta đã làm xong một cái chuyện vô cùng nhỏ, chúng ta là chiến sĩ. Chúng ta đã cho quốc dân, cho đất nước cái cơ hội rồi đó. Cho nên là khi chúng ta nói đến cái chuyện chính trị, đi đúng cái logic nó sai lại. Nó có những cái mà đường có lúc không đi mà đến, giặc có lúc không đánh mà giặc tan. Cho nên chúng ta phải hiểu như thế. Chứ đâu phải là có đường là phải đi. Một ngày kia quý vị thấy tôi dẫn quân sao mà đường không đi, cái quý vị nói tại sao Francis không đi đường. Còn có lúc thấy cái giặc mà tôi không thèm đánh, thì quý vị cũng nói Francis tại sao có giặc mà Francis không thèm đánh. Cho nên tôi chính sách đại tăng Việt Nam Cộng hòa đi rất là nhẹ nhàng, bởi vì nó quá nhẹ nhàng mà quốc dân Việt Nam không tin tưởng nổi. Đường có lúc chúng tôi không đi mà đến đích, giặc có lúc không đánh nhưng giặc tan. Đấy. Cho nên có đôi lúc là khi mà mình thấy có nhiều người cũng thắc mắc, biết không? Xin lỗi. Có nhiều người cũng thắc mắc y chang như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì Tổng thống Đàm muốn làm những cái chuyện mà người thường không có thể làm được, không nghĩ suy nghĩ được, không có đo lường được. Nó quá, gọi là quá cỡ thờ mộc. Thì người ta nói, trời, cái chuyện đó làm sao làm được? Ông tướng kìa, ông là ông tướng, ông làm được mà. Tại sao mà Tổng thống Đàm quân mới cấp bậc trung quyền sao làm được? Đó, cái kiểu đó. Cái kiểu mà quý vị nói là cái ông võ sư đó chắc ông đánh giỏi lắm à. Ông điểm việc được, chắc là ông ra đường ông điểm việc người ta ghê lắm. Nhưng mà đâu có phải như vậy đâu. Học trò ông có thể điểm việc được, học trò ông có thể lên đấu vào đài được, nhưng mà ông đâu có lên đấu vào đài được đâu. Xin lỗi. Cho nên những cái con người thường làm gì mà có khả năng mà hiểu rõ mà suy nghĩ ra những cái điều đó. Cho nên là tôi không thắc mắc là những người ở bên Mỹ hay là bất cứ những người khác, người ta nói cái chuyện Tổng thống Đảng Quân không có thể làm, impossible. Người ta được quyền người ta nói câu đó, tại vì người ta không có khả năng suy đoán thêm nữa. Người ta không có khả năng suy đoán thêm nữa, người ta chỉ có đứng hàng đó thôi, là người ta chỉ trong trong gậy đó mà chịu thôi. Cho nên không thể nào mà nếu giả dụ Tổng thống Đảng Quân là một con người bình thường thì đương nhiên tôi nói xin lỗi là nó cũng giống như tất cả các đảng phái khác cũng đã bị diệt từ lâu rồi. Đấy không? Bởi vì Tổng thống Đảng Quân đã được cái gọi là những cái quyền lực vô hình và hữu hình giúp đỡ cho ngài đến tới ngày hôm nay. Mà mưa mây gió chứ không thể xóa nhòa là cái chỗ đó.
quý vị thấy từ Úc sang Âu, sang Á, sang bất cứ một nơi nào, bất cứ cái thứ nào, ai mà đứng lên mà nói về chính trị ngày trước ngày sau là đằng trước nhà ông nó bị đả đảo liền. Thấy không? Là bị đả đảo liền. Hoặc là cái tổ chức đó không trước thì sao? Cũng bị dán cho đủ mọi hình thức. Rồi cũng là chết yểu. 3 ngày nổi, 4 ngày chìm, 4 ngày lên đơn gì đó. Gì hết. Khi mà chúng ta đã có một cái tiêu chuẩn rõ để đi, cho nên người ta chửi tổng thống đồng quân mình cũng cảm thấy làm lạ. Ông nói người ta có tới đó thôi, người ta chỉ có bổn phận người ta chửi tôi thôi, mà có gì đâu mà phải bận tâm. Khi mà mình đọc cái bản tiếng Anh đó rồi mình mới biết được rằng ngài tổng thống đồng quân là người mà tôi đã đề trên topic. Phải can đảm mới mềm lòng yếu đuối, phải khôn ngoan mới dư trí giải khờ. Chứ đâu phải là mình chưa có đủ khôn ngoan giải đầu giải khờ, nó tới nó khó không cái côn trên cái đầu lên mọc thêm cái sừng. Mình chưa có đủ can đảm mà giả đò là yếu đuối, tao nó lấy cái ngón tay nó chỉ một phát là ngã cả rập xuống được. Bây giờ bỗng nhiên là mình nhận được những câu trả lời tại sao ngài tổng thống Đặng Quân có khả năng là chịu đựng mà còn lại làm đôi dép cho quốc dân Việt Nam mang nữa. Hỏi thử hello mấy bậc thức giả học giả thì có khả năng không, quý vị là dám có khả năng cúi đầu chịu nhượng quốc dân Việt Nam một vài câu không, hay là miếng mức đụng tới cộng lông chân của các ông, là các ông khẩu chiến, các ông bút chiến, các ông còn đi thuê những cái bản đài khác rồi ta lên khẩu chiến bút chiến giùm nữa. Nhưng mà ngược lại trong tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có những lúc mà tôi đã thưa rồi tôi cũng muốn lên để khẩu chiến, nhưng mà nó không còn thiết. Được tổng thống Đặng Quân huấn luyện để trở thành một cán bộ phục vụ quốc dân, chứ không phải để trở thành một người để đi ra đường khẩu chiến bút chiến hay là quýnh giặc dọc đường. Thấy không? Cho nên quý vị phải hiểu, có những con người ta chỉ hiểu biết có khả năng hiểu biết tới đó thôi. Cho nên là cũng phải thông cảm cho người ta. Họ không còn không hiểu hơn nữa thì làm cách nào họ nặng như cực kỳ sao bồng họ lên để hiểu biết những chỗ thanh cao hơn nữa. Họ chỉ biết lúp liếm tới khúc đó thôi. Kêu họ nói chữ thanh cao, họ đâu biết chữ thanh cao là gì để mà nói. Vả lại cái con người xuất phát từ trong cái xã hội vô văn hóa để kể cả viết cái tên, họ biết viết nên viết chữ ho, chữ nào viết chữ ho, chữ nào không viết chữ ho cơ mà. Thì hỏi thành phần đó trách móc những cái bọn đó để làm gì, đúng không? Ok, mời quý vị nghe bài nhạc nha. Trời ơi, thời giờ ngựa chạy tên bay, tại sao ngựa chạy mấy rầy không ngớt. Chạy quá. Thời giờ thì mình đang nói chuyện tự nhiên 2 tiếng hồ bay qua mất tiêu. Mời quý vị nghe bài nhạc. Chúc quý vị vui vẻ, an lành bên người thân yêu của mình và bảo vệ chiến tuyến Corona, ok? Đấy, chết chưa? Chiều đàn tây nghe nắng trăng hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều thấy đẹp hơn. Bye bye Bình Phương, bye bye Jesus.
bye bye bà hàng xóm, bye bye sắp cả bên, bye bye Tâm Hội, bye bye Đức Mai. Cái lũ ngu ngốc, những con người giống như Lan Hô Bang, cái thứ này mà chỉ có là đi hút phân ở tương lai thôi. Trời ơi, ông hàng xóm ông nói hồi nhà tôi có một người đi ăn trộm. Chào công đức phố. Bye bye Tony. Bye Phương Thu Trần. Đừng bao giờ làm mình là chiếc xe thồ vận chở tin tức từ nơi nào đó tới diễn đàn của tôi nha. Diễn đàn này diễn đàn rất là thái bình. Phố phường chùa chậm chậm thế đường núi đồi ghen cá tìm thương ok bye bye quý vị. Bye bye mà còn vấn vương quá ha. Bye bye đồng chí Chi. Vui có kẻ than buồn, thiệt tình cái kẻ này là không bao giờ có cơ hội gì cho quốc dân người ta. Đừng bao giờ dọn tải tin tức qua diễn đàn của tôi là mừng lắm rồi. Ok bye bye, hẹn ngày tái ngộ, chúc quý vị một ngày bình an, vui vẻ bên người thân yêu của mình.